Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3741, 10 vạn chân tiên hạ. Mục đích của tông chủ là tăng thêm độ tinh khiết của linh khí. Nhưng làm như vậy cũng quá xa xỉ đi. Đúng vậy, nhưng như vậy, linh khí không chỉ tinh thuần, càng nhiều là đi qua luyện hóa, hấp thu lên, lại càng dễ đột phá. Này ngược lại cũng phải, có điều hư tiên đến chân tiên là cửa ải trên việc tu luyện liên quan đến thiên phú không phải người nào cũng có thể hoàn thành. Này ngược lại là nói thực, không có thiên phú, cho dù có tài nguyên tốt cũng vô dụng. Vốn không rõ Trương Huyền tụ người lại, lại tìm trận kỳ là vì chuyện gì, nhìn thấy cái này, tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra. Hiển nhiên, là định sáng chế một hoàn cảnh đột phá tốt hơn cho những hư tiên đỉnh phong này, để cho bọn họ đột phá, thành tựu chân tiên. Hơn 10 vị ngụy thần nổ tung, dùng tu vi của bọn họ, trợ giúp nhiều người như vậy tăng lên Toàn bộ di khí đại lục, từ trước tới nay, cũng không có người xa xỉ như vậy. Thậm chí không thể gọi là xa xỉ, mà là bại gia. Dù sao tùy ý một vị ngụy thần, tầm quan trọng đều vượt xa những người tu luyện phía dưới. Hơn nữa dùng lực lượng trong cơ thể ngụy thần, trợ giúp tấn thăng, ý nghĩ rất tốt, nhưng có thể thành công hay không, thiên phú cũng có quan hệ rất lớn. Mặc dù có huấn luyện viên cấp thế giới bồi dưỡng, nhưng vô địch thế giới chỉ có một người mà thôi không có thiên phú mặc dù có tài nguyên tốt tu luyện cũng nghiêm túc cũng không cách nào đột phá tám vạn hư tiên cảnh đỉnh phong muốn có một nửa tấn thăng khó có thể nói gần như không có khả năng hoàn thành thời điểm mọi người nghi hoặc chỉ thấy trên không tông chủ khoanh chân ngồi xuống cả người tỏa ra quang mang kim sắc như thần như phật hiện tại ta truyền thụ cho các ngươi công pháp đột phá chân tiên âm thanh vang vọng bên tai mỗi tu luyện giả Tựa như ở bên tai nói chuyện, rõ ràng có thể nghe. Đây là vi ngôn đại nghĩa đặc thù của Khổng Sư. Nghe một hồi, đồng tử một thần co rụt lại. Vị thiếu gia này thân là danh sư, giảng bài khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn một lần giảng bài cho 8 vạn người, vẫn có khó khăn cực lớn. Càng nhiều người, tâm tư càng nhiều, càng khó đi đến đồng bộ. Nguyên nhân chính là như vậy, một đối một giảng bài, mới là vô số học sinh tha thiết ước mơ mà số lượng học sinh càng nhiều, liền càng hỗn loạn, khó mà khống chế. Hơn 8 vạn người đồng thời giảng bài, không biết năm đó khổng sư có làm hay không, nhưng ngày hôm nay, xem như tận mắt thấy. Ngôn ngữ tinh diệu, hóa thành linh khí từ không trung giáng lâm, xen lẫn linh lực, chui vào mỗi tu luyện giả. Đám người càng nghe càng hưng phấn, từng cái kích động nói không ra lời. Audio điện tử võ tấn bền rất nhiều hải yêu vốn cho rằng, bản chất sinh mệnh của bọn chúng khác biệt nhân loại, coi như nghe giảng bài, cũng không có hiệu quả quá lớn, ai biết chỉ nghe một hồi, từng cái đều cảm giác sờn tóc gáy, lỗ chân lông cùng kinh mạch trong cơ thể đồng thời mở ra. Đối phương giảng giải, cũng không phải công pháp chân chính, mà là một loại đạo lý có thể đột phá. Thiên địa chí lý Sau khi nghe, bất luận sinh mệnh nào cũng có thể tấn cấp, tu vi trở nên càng thêm cường đại, lực lượng cũng càng thêm tinh thuần, Hoa Kiềm, là tên một con tôm. Bởi vì có một đôi càng màu sắc sặc sỡ mà mệnh danh. Nó ở mấy chục năm trước liền đạt đến hư tiên đỉnh phong, đáng tiếc bởi vì một lần ngoài ý muốn, tổn thương căn cơ, lại không có cách nào tiến bộ. Người tổn thương nó, là đệ tử chân tiên của tông môn, lúc ấy bắt được nó cùng một đám đồng bọn, ý định làm tôm nướng chua cay, hắn chạy trốn được, thế nhưng bởi vậy bị thương thế cực nặng. Càng đứt rời một cái, kinh mạch trong cơ thể đứt bảy tám cái, Đừng nói đột phá, có thể duy trì được tu vi hiện tại đã rất tốt. Lần này vương giả Triệu Hoán bọn chúng tới, vốn nghĩ tìm cơ hội tìm đệ tử tông môn kia, băm đối phương thành tám mảnh, cho dù không giết được, cắn đối phương một cái cũng coi như báo thù. Ai biết còn không có tìm được vị kia, chủ nhân của vương giả liền bắt đầu giảng bài. Vốn không thèm để ý, cảm thấy không có khả năng đột phá, ai biết chỉ nghe một hồi, vỏ tôm trở nên đỏ tươi, vô số linh khí không ngừng hội tụ tu vi vốn một mực không có cách nào đột phá, trong nháy mắt nổ tung. Âm ầm đột phá đến chân tiên. Đột phá, hoa kiềm lệ rơi đầy mặt. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị người bắt làm thành tôm hùm chua cay. Tu vi đột phá đến chân tiên, xem như chân chính có năng lực tự vệ, gặp được những đệ tử tông môn kia, cũng không cần sợ hãi. Nếu là chủ nhân của vương giả, chính là chủ nhân của hoa kiềm ta, về sau nhất định trung thành một lòng, coi như muốn giết ta, thậm chí làm thành tôm nướng tỏi, ta cũng nhận. Nhìn thân ảnh lơ lửng trên không, nó cắn chặt răng, trong lòng làm ra quyết định. Một màn đồng dạng xuất hiện ở trong rất nhiều hải yêu. Cua, sò biển, hào, chai, vô số hải yêu đều đột phá ràng buộc. Ta càng đói bụng, tiểu hoàng kê nước bọt chảy ròng. Thật lợi hại, không qua được nửa canh giờ, trước đó rất nhiều thánh thú giam cầm ở hư tiên đỉnh phong, đồng loạt đột phá, số lượng 8 vạn đã quá nửa, đám người hàn kiếm thu đều khiếp sợ nói không ra lời. Loại phương thức để cho người ta tiến bộ này, thực sự quá kinh khủng. Giảng bài một lần, 8 vạn sinh mệnh quá nửa đột phá. Đổi lại trước kia, nằm mơ cũng không dám nghĩ, vị trước mắt này lại chân thực làm được. Được rồi, những tu luyện giả đột phá này, cùng chân tiên khác hội tụ vào một chỗ, một thần, chuẩn bị tế đàn, bắt đầu tế tự thấy đã có vượt qua bốn vạn đột phá, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cố nén thân thể mệt mỏi, phân phó nói. Có thể thoáng cái đột phá nhiều như vậy, hắn lý giải tu luyện là nguyên nhân lớn nhất, nhưng trận pháp cùng nhiều linh khí của cường giả ngụy thần cảnh như vậy cũng không thể bỏ qua. Chân khí trong cơ thể cường giả ngụy thần cảnh sao mà tinh thuần, dù chỉ là một tia, đi vào trong cơ thể hư tiên cảnh, cũng có thể làm cho hắn đột phá ràng buộc hiện tại, hiện tại càng là mười mấy ngụy thần đồng thời bùng nổ, lại có các loại trận pháp tiến hành trung hòa. Muốn không đột phá cũng khó khăn. Đương nhiên, không có hắn giảng bài, coi như những người tu luyện này có thể bước ra một bước kia, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm là không làm được. Vì ngôn đại nghĩa đặc thù, xem như rút ngắn trình tự này thật nhiều, mấu chốt nhất là, bốn vạn tu luyện giả trải qua lớp học, lần nữa đối mặt Trương Huyền, sẽ không dị tâm, chân chính trung thành một lòng. Tinh thần đi vào xuân thu đại điển, Trương Huyền khôi phục hao tổn vài phút sau, khôi phục như lúc ban đầu, lại không còn mỏi mệt như trước đó. Lúc này, tu luyện giả đến chân tiên cảnh cũng đã tập hợp xong, tế đàn cũng đã triệt để dọn xong. Bắt đầu đi, 10 vạn chân tiên hội tụ, Trương Huyền cũng không sốt ruột tiến hành tế tự, mà tiếp tục lơ lửng giữa không chung, tiến hành giảng bài. Hiện tại ta muốn nói chính là phương pháp tu luyện võ kỹ. Muốn cho tất cả sinh mệnh trên dưới một lòng, chỉ có một phương pháp thành vạn nhân sư. Giảng bài, để cho bọn họ đạt được tiến bộ, đạt được chỗ tốt, mới có thể chân chính biết ơn, không xuất hiện dị tâm, giúp mình tinh lọc đạo khí thức kia, tạo ra thần linh chi khí chân chính. Tu luyện võ kỹ Tận mắt chứng kiến vị tông chủ này sáng tạo kỳ tích, đám người càng thêm nghiêm túc, từng cái tràn đầy sùng bái nhìn qua. Nội dung chính của võ kỹ ở chỗ Thấy mọi người nghiêm túc, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Một chữ, một chữ, ở trên trời quanh quẩn, tràn đầy thiên đạo ý vị. Hiện tại giảng bài, tạm thời nước tới chân mới nhảy, hơi trễ đi. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó, không trung run rẩy, một bóng người phá không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một bộ trường sam, dáng người đồ sộ, giữa hai lông mày mang theo vui vẻ. "Ngươi?" Đồng tử co rụt lại, Trương Huyền dừng lại giảng bài, nhịn không được đứng lên xuất hiện ở trước mắt không phải người khác, chính là khổng sư cướp đi thần linh chi khí biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này, khí tức toàn thân ẩn giấu ở trong cơ thể, nhìn không ra sâu cạn, nhưng lại như mặt trời buổi trưa, trói lóa mắt, để cho người ta từ nội tâm sinh ra ý nghĩ không dám chống lại. Có thể làm được điểm ấy, chỉ có một khả năng. Thần linh ràng buộc, đột phá. Hết chương 3741. Chương 3742. Nguy cơ bảo vệ tông chủ. Hàn kiếm thu hét lớn. Bốn đại tông môn cùng với vô số tiên quân trong hải dương đồng thời bay lên, ngăn ở trước trương huyền, tựa như một đạo tường thành. Gà đất chó xanh. Khổng sư hừ lạnh, bàn tay vẫy ra. rầm, Trong không gian, lập tức đi ra vô số cường giả, huyền kính môn tông chủ bạch huyền sinh, phiêu miếu tiên tông tông chủ cốc truy vân, cùng với cao thủ của hai đại tông môn thình lình xuất hiện. Trong đó số lượng cường giả tiên quân chừng mấy trăm, so với bốn đại tông môn cùng với đại dương liên hợp chỉ nhiều không ít là tiên quân của thông thần điện cùng hai đại tông môn khác trong lòng mọi người siết chặt thông thần điện tổ chức mấy ngàn năm ngụy thần có hơn hai mươi vị chứa nói chi là tiên quân số lượng đã vượt qua năm trăm lại thêm hai đại tông môn còn lại nhân số nghe giận cả người không để ý tới hàn kiếm thu cùng với đám người sau lưng khổng sư nhìn về phía trương huyền mỉm cười thế nào đã chuẩn bị kỹ càng tế đàn, chờ ta. Đột phá thần linh, hắn cần phải làm là thiên đạo thư viện trong cơ thể trương huyền. Vốn dùng những phương pháp khác, cũng có thể làm được, chỉ là hao tổn cực lớn, có tế đàn thì càng dễ dàng. Hàn kiếm thu, dẫn dắt cường giả tiên quân tiến hành ngăn cản. Những người khác, tiếp tục. Biết một khi đối phương ra tay, khó mà chống lại, trương huyền hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía 10 vạn chân tiên, tiếp tục giảng bài. Phó kỹ chi đảo. Âm thanh không vội vã, chẳng những không có bối rối mảy may, ngược lại mang theo trầm ổn để cho người ta sau khi nghe xong, tâm cảnh sao động an tĩnh lại. Không biết sống chết, thấy vị này vậy mà không để ý tới mình, vẫn còn giảng bài, vẻ mặt khổng sư âm trầm xuống, dặn dò một tiếng. Âm âm, đám người bạch huyền sinh, cốc truy vân bí mật mang theo ngụy thần còn thừa lại không nhiều của thông thần điện lao đến, rất nhiều tiên quân cũng đồng loạt ra tay bảo vệ tông chủ hét lớn một tiếng hàn kiếm thu minh đón thần chi kiếm ý lan ra trên bầu trời kiếm khí ngang dọc ngụy thần cùng ngụy thần đối đầu tiên quân cùng tiên quân chiến đấu hai bên ngay từ đầu chính là không chết không thôi ngắn ngủi mấy hơi thở liền có tiên quân từ không trung rơi xuống một thi thể tiếp lấy một thi thể giống như trời mưa trước kia tiên quân cao cao tại thượng vô cùng thần bí lúc này giống như sinh mệnh phổ thông trải qua sinh tử đại kiếp bốn đại tông môn thêm vào đại dương tuy không bằng số lượng cường giả của ba đại tông môn thông thần điện huyền kính môn phiêu miếu tiên tông nhưng sức chiến đấu lại cực mạnh hai bên trong lúc nhất thời rằng co không xong trong thời gian ngắn ai cũng không cách nào chiến thắng vì tông chủ vì đại lục đệ tử hạch tâm của lăng vân kiếm các hà tĩnh hiên bay lên từ khi bạch nguyễn khanh bái sư tông chủ vượt qua hắn hắn liền liều mạng tu luyện hiện tại mặc dù vẫn là chân tiên đỉnh phong nhưng so với tiên quân bình thường chỉ mạnh không yếu giết một cái không lỗ giết hai cái kiếm lời một đệ tử hạch tâm khác lưu ngọc liên bay ra cười ha ha một tiếng bậc cân quắc không thua đấng mày dâu vì chủ nhân của vương giả đám hải yêu cũng vọt lên tuy rời khỏi đại dương sức chiến đấu bị tổn thương thật to nhưng không chịu nổi số lượng nhiều vỏ ngoài cứng rắn phòng ngự vô địch song phương đại chiến ngay từ đầu tựa như cánh rừng thiêu đốt khó mà ngăn chặn vậy chúng ta không để ý tới song phương chiến đấu cùng chém giết, khổng sư tiến về phía trước một bước, vượt qua mấy chục cây số, đi vào trên không trương huyền. Còn không có tới trước mắt, trước đó 10 vạn trận kỳ bố trí đại trận kêu khẽ, ở bên ngoài 10 vạn chân tiên cùng với trương huyền, tạo thành một lồng ánh sáng to lớn. Trận pháp này, thời điểm bố trí không chỉ có thể bảo hộ linh khí không tiết ra ngoài, còn có tác dụng phòng ngự, cho dù cường giả ngụy thần muốn phá vỡ, cũng không có dễ dàng như vậy vù vù. Khổng sư nhẹ nhàng vạch một cái, phía trước lập tức xuất hiện một khe nước to lớn, nhẹ nhàng đi tới. Thật giống như đại trận này không còn tồn tại, không mang tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiến vào trận pháp, xoay người nhìn về phía tế đàn cách đó không xa, cũng không thấy có động tác gì, một thần cảm thấy tế đàn không nắm được, không ngừng nhảy, tựa như lúc nào cũng sẽ bay về phía đối phương. Cắn nát ngón tay, máu tươi phun ra ngoài, rơi vào trên tế đàn xì 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 xì. Tế đàn vốn không ngừng lay động, lập tức bị chấn áp xuống, mặc dù vẫn còn lay động, lại không kịch liệt như vừa rồi. Đỗ cung chủ, mau tới hỗ trợ. Vẻ mặt một thần trắng bệch, vội vàng gọi. Đỗ thanh diên đi vào trước mặt, đồng dạng truyền vào lực lượng. Lúc này tế đàn mới đình chỉ lay động, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Khổng sư không có động tác kế tiếp, mà lần nữa nhìn về phía trương huyền. Là chính người chóc ra, hay để ta động thủ, ta động thủ, liền không có đơn giản như vậy. Phần Phật, cũng không thấy có bất kỳ động tác, không gian bốn phía trương huyền giống như trong nháy mắt biến thành bình chướng, giam cầm người không thể chạy trốn, cũng không có cách nào phá vỡ. Trương huyền cũng không trả lời, mà tiếp tục giảng bài. Từ khi đối phương đi vào nơi này, ý định cướp tế đàn, rồi đến động thủ với hắn, âm thanh một mực không ngừng. Phía dưới 10 vạn chân tiên vẫn trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, thật giống như không có ý thức được nguy hiểm đến. Sư ngôn thiên bẩm, vi ngôn đại nghĩa, thật đúng là có thể mê hoặc nhân tâm, để cho người ta hiệu lệnh, đây là thủ đoạn hắn am hiểu nhất, người cũng không kém. Đáng tiếc, hiện tại mới dùng, đã chậm. Khổng sư cười nhạt một tiếng, bàn tay nâng lên, đập tới trương huyền. Bảo vệ tông chủ, một thần cùng đỗ thanh diên vừa định xông tới bảo vệ, chỉ thấy phía dưới tầm 10 đạo quang mang bắn tới, trong nháy mắt ngăn ở phía trước. Muốn thương tổn lão sư của chúng ta, vậy thì từ trên thi thể chúng ta vượt qua đi. Hơn 10 thiếu nam thiếu nữ đồng thời xuất chiêu, thiên địa giống như rách ra khe hở. Chính là đám người triệu nhã, trịnh dương. 11 vị thân truyền của Trương Huyền, lúc này tất cả đều đạt đến ngụy thần cảnh, càng luyện hóa vũ khí ngụy thần cảnh lão sư ban cho, từng cái chiến lược mạnh mẽ, 11 người liên hợp chung một chỗ, bàn tay của khổng sư vậy mà không còn cách nào tiến lên mảy may một thần, bắt đầu tế tự. Trương Huyền thở vào nhẹ nhóm, cong ngón tay búng một cái, từ hãm không thành lấy được khí thể, thẳng tắp rơi vào trên tế đàn. Thần linh vĩ đại, ta một thần, ở đây tiến hành tế tự, nguyện lấy 10 vạn cường giả trung thành và tiến nhiệm, đổi lấy thần linh chi khí tinh thuần. Hai tiếng ngâm sướng đồng thời vang lên, đỗ thanh diên cùng một thần ở hai bên trái phải, đứng ở hai bên tế đàn, mỗi người chỉ vào thượng thương, máu tươi rơi vào tế đàn, một đạo hào quang lấp lánh mạnh mẽ, trong nháy mắt triệt để bao phủ 10 vạn chân tiên. Hừng hực, một đoàn hỏa diễm màu vàng nhạt bỗng nhiên thiêu đốt ở trên tế đàn, khí thể màu đen xoay quanh, không có bất kỳ biến hóa nào. 10 vạn chân tiên còn chưa làm đến trình độ triệt để mở rộng nội tâm. Đỗ Thanh Diên sầm mặt lại. Nhất định phải để hỏa diễm biến thành màu vàng kim, mới có thể tinh lọc khí tức suy yếu, triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Tiếp nhận phương pháp tế tự, tự nhiên cũng biết điều kiện thành công. Chỉ có 10 vạn chân tiên, trên dưới một lòng, trên tế đàn mới có thể xuất hiện ngọn lửa màu vàng óng, màu vàng nhạt. Trung thành nhất trí, chẳng qua chừng phân nửa mà thôi. Vẫn là giảng bài thời gian quá ngắn. Trương Huyền lắc đầu. 10 vạn chân tiên, chỉ có 5 vạn trung thành nhất trí, trong đó còn có 4 vạn là trước kia tấn cấp. Không phải nói hắn giảng bài không đúng, mà là thời gian quá vội vàng. Bất luận là loại tín nhiệm nào, đều là thời gian bồi dưỡng ra được dù là cha mẹ và hài tử không có nhiều thời gian làm bạn dù cho huyết mạch liên kết tình cảm cũng sẽ không quá sâu thầy trò cũng như vậy giáo sư giảng bài học sinh học tập sư ngôn thiên bẩm vi ngôn đại nghĩa mặc dù có thể rút ngắn thời gian nhưng vẫn cần thời gian không có khả năng một lần liền thành hiện tại trương huyền thiếu thốn nhất chính là cái này chỉ cần thêm nửa canh giờ sẽ không đến mức bị động như vậy đây là thần linh chi khí ở hám không thành, ngươi lại có thể đạt được. Khô lâu kia lại cho ngươi, vì cái gì, vì cái gì? Khổng Sư đang cùng đám người triệu nhã đối chiến, rốt cuộc hiểu rõ mục đích của bọn hắn, con mắt trở nên đỏ bừng. Hám không thành bí ẩn, Đỗ Thanh Diên biết, hắn sống mấy ngàn năm, càng hết sức rõ ràng. Thậm chí còn tiến vào bên trong, đạt được một gốc thực vật, phát sinh qua một ít chuyện. Trước sau đi qua hai lần, đều gặp được khô lâu kia đáng tiếc tên này tàn nhẫn không gì sánh được không lên tiếng liền trực tiếp động thủ đừng nói cho đồ vật bị thương còn không nhẹ kém chút chết đi bản thân đi chẳng được gì đành phải thiết kế vị trước mắt này nghĩ biện pháp để hắn đạt được thần linh chi khí nhưng đối phương đi vì sao có thể cầm tới không công bằng trong tiếng gầm giống tức giận bàn tay lần nữa bổ xuống lần này lực lượng so với vừa rồi mạnh mẽ không chỉ một lần toàn bộ trận pháp đung đưa, không gian giống như bị đè sập, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Chặn lại, triệu nhã hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tung bay, từng đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, giống như cây cột chống đỡ thiên địa. Trịnh Dương cũng hướng về phía trước, trường thương tung bay, không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè sập, ở dưới trường thương xuyên qua gắt gao kiên trì. Ngụy Như Yên, Khổng Thi giao, Lưu Dương, Vương Dính, Thiện Hiểu Thiên, Lộ Sung, Bạch Nguyễn Khanh, Trương Cửu Tiêu, Viên Đào. 11 vị thân truyền, không e ngại nguy hiểm, đồng thời vận chuyển lực lượng tới cực hạn, không gian tùy thời sẽ sụp đổ, lại ở dưới lực lượng của những người này duy trì, mạnh mẽ chịu đựng. Bọn họ không kiên trì được bao lâu, tiếp tục. Thấy đám người một thần kinh ngạc dừng lại, Trương Huyền dặn dò một câu, biết lúc này trọng yếu nhất chính là cái gì, tiếp tục giảng bài. Kèm theo sư ngôn thiên bẩm giảng giải nội dung càng nhiều, ngọn lửa trên tế đàn càng ngày càng đậm, dần dần thay đổi thành màu vàng kim. Tông chủ, để 10 vạn chân tiên triệt để trên dưới một lòng, ít nhất còn cần một phút, ta sợ bọn họ không kiên trì nổi. Nhìn tốc độ ngọn lửa thay đổi màu sắc, tuy rất nhanh, vẫn như trước cần thời gian tích tụ, một thần nhịn không được nói. Đám người triệu nhã, mặc dù thực lực cực mạnh, cũng hung hán không sợ chết, nhưng đối diện là khổng sư tu vi thần linh cảnh, ngăn cản mấy hơi, mười mấy hơi, có lẽ có thể làm được, nhưng một phút. Quá khó khăn, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Ta biết, bất quá có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu." Trương Huyền gật đầu. Âm thanh giảng bài vẫn không có dừng lại, tiếp tục vang lên, mà đám người nghe giảng bài phía dưới, phảng phất như căn bản không biết phía trên phát sinh tình huống, vẫn trầm mê trong đó, tiên lực kèm theo lời nói không ngừng vận chuyển. Hết chương 3742. Chương 3743. Tiểu Hoàng Kê bị giết. Răng giác, lực lượng của khổng sư càng ngày càng mạnh, không gian không thể kiên trì được nữa. Một tiếng vang trầm, từng vết rách đen kịt xuất hiện, đám người Triệu Nhã đồng thời phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Toàn bộ bị thương. Khổng sư vốn là cùng cấp bậc vô địch, lúc này đột phá ngụy thần, đạt đến đỉnh phong mà thế giới này có khả năng thừa nhận, bọn họ căn bản không chống lại được. Thực lực ngươi bây giờ, không có cách nào tinh lọc, vẫn là cho ta đi. Đánh bay đám người Triệu Nhã thoát khỏi bọn họ ngăn cản, khổng sư nâng bàn tay lên, bắt tới tế đàn. Trương Huyền cũng nhịn không được nữa, âm thanh giảng bài trong miệng không ngừng, đồng thời đồng thường kiếm vũ động, kiếm ý gì tán ra. Không trung lập tức xuất hiện một lưới đánh cá to lớn, giống như tạo thành một bình chướng to lớn, ngăn bàn tay ở bên ngoài. Đổi lại trước khi đột phá, chiêu này có thể sẽ để cho ta kiên kỵ, nhưng bây giờ, ngươi cho rằng chống đỡ được. Khổng sư cười lạnh, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng kim tiếp tục ép xuống giang giác kiếm võng xuất hiện vết rách chiêu kiếm pháp này vượt qua thiên đạo dù có thể vô địch ngụy thần cảnh thậm chí thần linh bình thường cũng chưa chắc có thể chống lại nhưng đối diện chính là khổng sư vị này giống như hắn khống chế thiên đạo giờ phút này lại đột phá thần linh chỗ nào chống đỡ được xoẹt xẹt kiếm võng rách ra một cái lỗ to lớn khuôn mặt tái đi Trương Huyền bay ngược ra vài trăm mét mới đứng vững thân hình, phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu, liền bị trọng thương. Chẳng qua cho dù bị thương nặng, thanh âm giảng bài vẫn không đứt, phía dưới 10 vạn chân tiên vẫn nghe, không có chút phát giác nào. Đến đây đi, biết thần linh chi khí mới là quan trọng, chỉ cần nắm bắt tới tay, chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt đường lui của vị trước mắt này, muốn giết muốn tạo liền tùy tiện, khổng sư không tiếp tục công kích, mà nhẹ nhàng vồ một cái phần phật khí lưu màu đen trên tế đàn lập tức rơi vào lòng bàn tay của hắn không sắc mặt một thần đỗ thanh diên trắng nhợt đồng loạt ra tay bành bành hầu như không dùng chiêu số con mắt nhìn sang hai người liền cảm thấy hai cỗ lực lượng kéo tới người ở trên không chung, đồng dạng phun mạnh máu tươi thực lực của bọn hắn dù cũng là ngụy thần cảnh nhưng so sánh với đám người triệu nhã kém xa tiết tắc làm sao chống đỡ được vị trước mắt này ha ha thứ này lại rơi vào trong tay ta ta nhìn ngươi còn đột phá thế nào không đột phá nổi liền ngoan ngoãn giao đồ vật cho ta ta có thể không giết ngươi thấy thần linh chi khí tới tay triệt để cắt đứt đường lui của đối phương khổng sư cười ha ha lần nữa nhìn về phía trương huyền tràn đầy lạnh lùng đối phương không thành thần linh liền vĩnh viễn không phải đối thủ của hắn muốn xử lý như thế nào cũng sẽ trở nên cực kỳ đơn giản không cách nào đột phá Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi? Trương Huyền cũng không căng thẳng, mà lông mày dương lên. Một quyển sách bất ngờ xuất hiện, thẳng tắp từ không trung hạ xuống, mạnh mẽ đập về phía Khổng Sư. Thiên đạo chi thư, ngươi quả nhiên có, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có đề phòng? Nhìn thấy thư tịch trên không càng lúc càng lớn, Khổng Sư sững sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh, một bàn tay khác bỗng nhiên nâng lên. Ông, một đạo lực lượng đặc thù từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phảng phất như cả người theo không gian biến mất, theo thế giới biến mất, không còn nửa điểm khí tức, không cảm ứng được lực lượng, thiên đạo chi thư lập tức ngừng lại, không tìm thấy mục tiêu. bản thân hắn chính là diễn lưu thể, giờ phút này thi triển bí pháp, nhảy ra thiên đạo khống chế. thiên đạo chi thư rất mạnh, công kích không đến cũng là uổng công. trương huyền lập tức hiểu được, không phải thiên đạo chi thư không góp sức, mà bản thân đối phương là diễn lưu thể, lại thêm sớm có đề phòng triệt để ẩn giấu khí tức bản thân ở ngoài thiên đạo. Thiên đạo cũng không thể giám sát, làm sao tấn công. Cho nên thiên đạo chi thư thoạt nhìn không thể chống lại, trên thực tế tìm ra thiếu hụt, đồng dạng có thể đề phòng, để nó một chút tác dụng cũng không có. Chẳng qua ngươi cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát công kích của ta. Biết rõ ngươi khả năng cũng có thứ này, vẫn còn sử dụng. Ta khẳng định cũng có lá bài tẩy của mình. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không bối rối kèm theo lời của hắn hỏa diễm phía trên đàn đột nhiên đại thịnh một đạo kiếm mang cùng một bóng người bất ngờ xuất hiện phân thân hắn ẩn giấu ở trong ngọn lửa thừa dịp khổng sư bị thiên đạo chi thư chấn áp lao ra đánh lén phốc khổng sư đang tránh né thiên đạo chi thư nghiền ép không nghĩ tới phân thân lại ở chỗ này hơi không cẩn thận bị đâm trúng bàn tay máu tươi chảy ra chẳng qua trường kiếm chỉ đâm rách bàn tay lại không cách nào đi vào mảy may Thân thể thần linh thực sự quá cường đại, cho dù phân thân phối hợp trường kiếm ngụy thần cấp, càng sử dụng thần chi kiếm ý, cũng chỉ đâm rách làn da, giống như kim đâm, không có hiệu quả quá lớn. Có thể thương ta, kế hoạch của ngươi thật không tệ, nhưng ngươi cho rằng chút tổn thương ấy, đối với một vị thần linh mà nói, sẽ có ảnh hưởng. Bỗng nhiên đè ép, đánh bay phân thân, Khổng Sư xoay đầu lại, vẫn mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm. Đối phương bố cục lâu như vậy, phân thân một mực không dùng tới là hắn biết khẳng định có âm mưu chẳng qua tất cả âm mưu ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều sẽ biến thành vô dụng coi như ta đứng tại chỗ để ngươi công kích ngươi có thể đâm xuyên ta để cho ta bị thương sao ở trước thần linh ngụy thần cũng chỉ là sâu kiến điểm ấy tổn thương đối với thần linh mà nói quả thực không tính là gì nhưng thần linh chi khí trong tay ngươi lại chưa hẳn nghĩ như vậy trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng khổng sư sững sờ, vội vàng cúi đầu, ngay sau đó nhìn thấy khí lưu màu đen bị lòng bàn tay nắm lấy. Vừa vặn ở trước vết thương, vô số khí tức suy yếu tinh thuần, không ngừng lan ra vào trong cơ thể hắn, vốn vết thương không lớn, lập tức hư thối, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi, giật nảy mình, bàn tay lắc một cái, khí lưu màu đen rớt xuống, lần nữa rơi vào trên tế đàn, chẳng qua vẫn phân ra vô số đạo hắc khí, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn những khí tức suy yếu này là khô lâu ngưng tụ thành thần linh chi khí, đừng nói ngụy thần, coi như thần linh chân chính gặp, cũng không cách nào xua đuổi. Bất lực, phải biết thiên đạo chân khí của Trương Huyền cũng không có hiệu quả gì. Đáng ghét, khổng sư cảm thấy lực lượng toàn thân giống như nước sông vỡ để tiết lộ ra, cả người vừa gấp vừa tức. Khí tức suy yếu bình thường, đối với thần linh như hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng những khí lưu màu đen này, thực sự quá đáng sợ, cho dù là hắn, cũng có chút không chịu nổi. Bành! Lại không có lo lắng do dự gì, vội vàng công kích về phía Trương Huyền. Dù bị thương, lực lượng của hắn còn không thể nghi ngờ, lần này lại dùng hết toàn lực, thiên địa cũng bị xé nứt. Dầm! Ngay thời điểm trưởng lực hắn bao phủ Trương Huyền, tiểu hoàng kê bất ngờ xuất hiện, miệng há mở, chỉ thoáng cái, khổng sư liền bị nuốt vào cái bụng. rầm dầm dầm! Cái bụng không ngừng cổ động, giống như nhô lên từng u lớn. Chịu đựng, thấy tiểu hoàng kê thật nuốt đối phương, Trương Huyền nói. Lúc trước ra hỏa này ngay cả huyền bối quy cũng có thể nuốt, năng lực thôn vệ có thể tưởng tượng được, chỉ bất quá hiện tại nó chỉ có tiên quân đỉnh phong, mà khổng sư là thần linh, cho dù bị thương, hai bên tranh lệch vẫn quá lớn. Chỉ hy vọng nó có thể kiên trì một đoạn thời gian, bản thân có thể để 10 vạn chân tiên chân chính làm được trên dưới một lòng. Khô lâu cho thần linh chi khí, bởi vì trong đó trộn lẫn khí thức suy yếu, bị khổng sư hấp thu hơn phân nửa, màu sắc đã không có đen như trước đó, biến thành màu vàng sẫm. Dù không có triệt để tinh lọc, nhưng đã sạch sẽ không ít, trước đó cần hỏa diễm trên tế đàn biến thành màu vàng kim mới có thể quét sạch, giờ phút này chỉ là hoàng sắc cũng có thể hoàn thành. Cho nên thời gian rút ngắn thật nhiều. Vẫn như trước cần thời gian. Sư ngôn thiên bẩm vẫn không ngừng nghỉ, trên không kích động ra lực lượng đặc thù, thân thể tiểu hoàng kê biến lớn, không ngừng lay động, cái bụng một hồi nhô bên này, một hồi nhô bên kia, xem ra khổng sư đang định từ trong đột phá ra. Lúc trước huyền bối quy ngụy thần cảnh, chỉ bị nuốt một cái liền thoi thóp, không còn lực lượng phản kháng, đối phương ở trong bụng đã lâu như vậy, lại còn có thể nhúc nhích, thậm chí đánh đi ra. Phần thực lực này có thể xưng khủng bố. Nhanh lên một chút, biết tiểu hoàng kê khẳng định không cách nào tiêu hóa, trương huyền tràn đầy lo lắng nhìn về phía hỏa diễm trên tế đàn kèm theo chương trình học nói càng ngày càng nhiều hỏa diễm dần dần biến hóa thần linh chi khí ở trong đó thiêu đốt dường như cũng phát sinh thuế biến hắc khí không ngừng chảy ra ngoài màu vàng sẫm dần dần biến thành vàng nhạt vàng nhạt sắp rồi thấy màu sắc thuế biến trương huyền biết thần linh chi khí trước mắt sắp triệt để tinh luyện nhịn không được thở phào nhẹ nhõm đang tiếp tục giảng bài Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành, không gian trước mặt lay động. Phần phật, một đạo kiếm mang bỗng nhiên lấp lánh ra, ngay sau đó cái bụng của tiểu hoàng kê bị đánh thành hai nửa, thân ảnh khổng sư cực kỳ chật vật xuất hiện. Vừa xuất hiện, bỗng nhiên xoay người, trường kiếm trong chốc lát hóa thành kiếm ảnh, cấp tốc chém lên người tiểu hoàng kê. Tê lạp, tê lạp, kiếm mang ngang dọc, đầu của tiểu hoàng kê bị chém xuống, thân thể bị chém thành mấy chục phần, lơ lửng ở giữa không trung hừng hực như còn không hết hận lòng bàn tay khổng sư bỗng nhiên phun ra hỏa diễm thịt vụn của tiểu hoàng kê thiêu đốt lên trong nháy mắt thiêu thành cho tàn không thân thể trương huyền cứng đờ suýt chút nữa từ không trung rơi xuống tiểu hoàng kê vậy mà chết bị đối phương giết tiểu hoàng kê từ danh sư đại lục liền theo bản thân lúc trước chỉ là cái hồ lô tuy tham ăn cũng không đáng tin cậy nhưng thời gian chung đụng lâu một người một thú đã sớm có cảm tình sâu đậm thời điểm bình thường trốn ở trong đan điền của mình, sống chết không ra, bản thân cũng tùy ý nó đùa nghịch tiểu tính tình. Làm sao cũng không nghĩ đến, lại bị đối phương chém thành thịt vụn, thiêu thành cho tàn. Loại tình huống này, không cần nghĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói một con gà, xem như phân thân khả năng cũng không sống nổi. Ta muốn giết ngươi. Con mắt trương huyền đỏ lên. Hết chương 3743 chương 3744, si Di Tình huynh đệ. Tiểu Hoàng kê là thú sủng của hắn, cũng là bạn bè, huynh đệ. Từ khi đi vào thượng thương đến nay, lẫn nhau phát triển, thỉnh thoảng trêu chọc nhau, không phải người thân, nhưng hơn hẳn người thân. Đặc biệt là sau khi hiến tế linh hồn, có thể tùy thời cảm nhận được ý nghĩ của nó, một người một gà đã sớm thân mật vô gian, không phân khác biệt. Lần này nó muốn vọt qua, nuốt lấy khổng sư, bản thân cho rằng quá nguy hiểm, còn không nguyện ý. Nhưng trừ nó, đệ tử, phân thân, tất cả mọi người cộng lại đều khó có khả năng chống lại quá nhiều thời gian. Thậm chí, thiên đạo chi thư cũng mất đi hiệu quả. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để nó thi triển phương pháp mạo hiểm, vốn nhìn thấy khổng sư ở bên trong qua lại va chạm, bay không ra được, còn âm thầm thở vào nhẹ nhóm, nằm mộng cũng nghĩ không ra, trực tiếp cắt bụng của nó, càng chảm thành thịt vụn, thiêu đốt hầu như không còn. Mắt nổ đom đóm, thân thể nhảy lên muốn xông tới liều mạc, nhưng thân thể siết chặt, ngay sau đó nhìn thấy một thần gấp gáp nhìn qua. Thiếu ra, tinh lọc thần linh chi khí làm trọng, nếu không nó chết vô ích. Tựa như một chậu nước lạnh chút xuống, Trương Huyền ngừng lại. Đúng vậy, thực lực của hắn bây giờ, xông tới, coi như liều chết, cũng không có khả năng thắng được đối phương, dù đối phương đã bị trọng thương. Thần linh cùng ngụy thần tranh lệch, cách nhau một thế giới, không phải dựa vào man lực có thể giải quyết. Thật muốn báo thù mà nói, chỉ có một phương pháp, đó chính là tinh lọc thần linh chi khí, hấp thu vào cơ thể, đột phá ngụy thần cảnh, thành tựu thần linh. Chỉ cần thành công, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, chém giết đối phương không khó lắm. Võ kỹ là lực lượng tập trung, sử dụng võ kỹ mới có thể phát huy ra khí lực toàn thân tốt hơn, tập trung vào một điểm. Hít sâu một hơi, âm thanh giảng bài tiếp tục vang lên hừng hực, màu sắc hỏa diễm càng thêm tinh thuần. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đã có 8 vạn chân tiên triệt để thoải mái nội tâm, nhưng cách thành công vẫn như cũ không đủ. Dám nuốt ta vào trong bụng, người cho ta khuất nhục, ta muốn gấp trăm lần trả lại. Chém giết tiểu hoàng kê xong, khuôn mặt khổng sư giữ tợn, gào lên một tiếng, một kiếm bổ về phía trương huyền. Dù thanh trường kiếm này chỉ có ngụy thần cấp, nhưng dùng ở trong tay thần linh, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, kiếm khí huy hoàng lan ra hơn 10 dặm, không gian yếu ớt giống như bông vải. Bảo vệ lão sư, đám người triệu nhã lần nữa lao đến, phân thân cũng theo sát. Vừa rồi thương thế tuy nặng, nhưng có nước tắm của tiểu hoàng kê, đã triệt để khôi phục. 11 đệ tử, phối hợp phân thân, mỗi một cái đều nắm giữ vũ khí ngụy thần cảnh, tương đương với hơn 20 vị ngụy thần liên hợp, hơn nữa thân mật vô gian, tạo thành trận pháp khổng sư nuốt giận một kiếm dù mạnh mẽ vẫn bị cản lại đập chết hắn cho ta tinh thần trương huyền khẽ động hô vừa rồi thiên đạo chi thư không tìm được mục tiêu lần nữa rơi xuống tuy thứ này có tác dụng trong thời gian nhất định nhưng sau khi đi vào thượng thương thiên đạo mạnh lên ở ngoại giới thời gian càng dài lúc này toàn lực ép xuống trong nháy mắt ngay cả không gian cũng bị phong tỏa đáng ghét khổng sư lắc lương một cái đang muốn lập lại chiêu cũ che giấu khí thức cùng lực lượng tránh thoát công kích, chỉ thấy phân thân run rẩy đã đi tới trước mặt, đâm tới hạ bộ của hắn. Đám người triệu nhã cũng theo sát, từng người thi triển ra tuyệt chiêu liều mạng, không ngừng tấn công. Các người đây là tự tìm cái chết. Ra đầu khổng sư run lên. Một khi thiên đạo chi thư rơi xuống, là chẳng phân biệt được địch ta, đập chúng, rất nhiều thần linh cũng không chống lại được. Phân thân cùng với đệ tử đối phương xông lại, tương đương không muốn sống nữa lấy chính bọn hắn làm mục tiêu, thu hút thiên đạo chi thư tiếp tục ép xuống, đây là tính toán cùng mình đồng quy vô tật. Dạo qua một vòng, kiếm khí giống như cự long quanh quẩn, muốn đuổi mọi người ra, bản thân trốn đến bên ngoài thiên đạo, nhưng những người này giống như keo da trâu, căn bản tránh né không ra. Âm âm, không gian đen kịt, thiên đạo chi thư đến gần vô hạn giống như thương thiên rơi xuống, không cách nào ngăn cản. Coi như ta không tránh thoát, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy biết không cách nào né tránh khổng sư quát lạnh xẹt qua một đạo kiếm khí bảo vệ thân thể không bị phân thân đám người triệu nhã công kích bản thân thì hét dài một tiếng thẳng tắp vào tới thiên đạo chi thư đánh cùng thiên đạo chi thư đụng vào nhau trường kiếm trong tay lập tức vỡ nát áp lực cực lớn nghiền ép xuống để miệng mũi hắn chảy máu tươi chẳng qua xu thế ép xuống cũng bị hắn ép dừng lại thật đáng sợ thấy cảnh này trong lòng Trương Huyền run lên. Thiên đạo chi thư, từ khi sử dụng, từ trước tới nay chiến vô bất thắng, chỉ cần rơi xuống, người mạnh hơn cũng sẽ bị đập thành bánh thịt, vô cùng thê thảm. Vốn cho rằng chỉ cần khổng sư không né tránh được, khẳng định sẽ bị đập chết, nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại có thể kháng trụ. Thần linh quả nhiên là vượt qua thượng thương, cho dù là thiên đạo cũng không thể làm gì. Thiếu ra, thần linh chi khí đã biến thành màu vàng kim. Đang tràn đầy khiếp sợ, tiếng la của một thần vang lên, Trương Huyền vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy thần linh chi khí trên tế đàn đã triệt để tinh lọc hoàn thành, biến thành vàng rực. Cùng trước đó ở thần điện nhìn thấy giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Thời điểm thiên đạo chi thư tấn công khổng sư, 10 vạn chân tiên rốt cuộc làm được trên dưới một lòng, không phân lẫn nhau. Tiểu hoàng kê, ta báo thù cho ngươi. Thấy thần linh chi khí hoàn toàn tinh lọc, Trương Huyền nhẹ nhàng đi tới trước tế đàn, bắt tới xì si, xì si, si, si. Thần linh chi khí theo lỗ chân lông của hắn đi vào trong cơ thể, thời gian nháy mắt chạy ở trong kinh mạch, tiện tay sẽ va chạm ra. Trước đó hắn tùy tiện hấp thu loại thần linh chi khí này, mà không có công pháp đối ứng mà nói, có thể sẽ lập tức bảo thể mà chết. Nhưng bây giờ, nghĩ tới tiểu hoàng kê ở trước mặt bị cắt thành mảnh vỡ, thiêu đốt thành cho tàn, trong lòng đau đớn liền nói không ra lời. Từng màn cùng đối phương ở chung, lần nữa trở lại trong óc ở thánh tử điện, mình và lạc huyền thanh cùng đi tìm động hư hồ lô đối phương thì trực tiếp chui vào đan điền của mình từ đây liền kết giao với đối phương bình thường không nhúc nhích sau khi đến thượng thương một hồ lô đập chết cường giả hấp thu vô số đan dược và trường kiếm tiên quân triệt để thuế biến tiểu hoàng kê xuất hiện đủ loại không đáng tin cậy tình chủ tớ tình huynh đệ tiểu hoàng kê bất tri bất giác đã ở trong lòng hắn lưu lại một vị trí không thể thay thế vẫn cho là nó sẽ không chết, cũng không có khả năng chết. Không nghĩ tới, hôm nay người gà âm dương cách biệt. Ta là tuyệt đỉnh thần thú ngang dọc thiên địa, quát tháo phong vân. Âm thanh của tiểu hoàng kê lần nữa vang lên ở trong đầu. Thậm chí trước mắt dường như xuất hiện hình dáng tràn đầy giám thúi của nó, cùng với cảnh tượng trổng mông lên, mổ ăn tiên nguyên đan. Người đến chết, cũng không biết bản thân là thần thú gì. Trong lòng đột nhiên đau buồn, vẫn nghĩ tên này có thể không ngừng đột phá, cuối cùng biết mình là cái giống gì, đến cùng là ai. Kết quả cho đến chết, cũng còn không biết đến cùng là thần thú cấp bậc gì, thậm chí một mực cóng tên tuổi kê bá. Tỷ gì, gì tình huynh đệ, bộc ngự lực. Trong mắt Trương Huyền đỏ hoe. Làm thú sủng, tiểu hoàng kê tận tâm tận lực, chưa phụ lòng bản thân. Làm bạn bè, huynh đệ, phần tình cảm này của đối phương, cũng đồng dạng đáng giá nhớ rõ, vĩnh viễn không quên. Âm âm. Thần linh chi khí trong cơ thể, trong nháy mắt có chỗ phát tiết, dọc theo tình cảm đặc thù trong cơ thể hắn, không ngừng chạy, ý niệm của Trương Huyền trong nháy mắt đi vào Xuân Thu đại điển. Tốc độ tiên lực vận chuyển trực tiếp đạt đến gấp trăm lần. Dù vậy, tấn cấp thần linh thực sự quá phức tạp, thuộc về toàn bộ sinh mệnh tiến hóa, hơn nữa hiện tại tu luyện chính là công pháp tự sáng tạo, mà không phải thiên đạo pháp quyết, một bên tiến bộ một bên cân nhắc, đột phá rõ ràng không có nhanh như trước đó biết sốt ruột không thể, tùy ý phần cảm tình kia chảy xuôi ở trong người, thần linh chi khí cũng theo phương hướng tình cảm chạy, không ngừng rèn luyện thân thể. Muốn triệt để đột phá thần linh, ít nhất cần một ngày thời gian. Kèm theo thần linh chi khí chạy trong cơ thể, thay đổi cấu tạo trong cơ thể, Trương Huyền hiểu được. Cho dù hắn lĩnh ngộ tình cảm cấp bậc cao hơn, tìm được công pháp đột phá, lại có thần linh chi khí trợ giúp, nhưng muốn trở thành thần linh chân chính, cũng cần ít nhất một ngày thoạt nhìn rất dài, trên thực tế đã thật nhanh. Phải biết sau khi khổng sư đạt được thần linh chi khí, cũng tu luyện tiếp cận một tháng, mới hoàn toàn đột phá. Một ngày liền thành công, đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Nhưng vẫn như cũ quá dài. Trong ngày này, là không cách nào chiến đấu. Nói cách khác, không thể sử dụng lực lượng. Khổng sư đối diện, chỉ cần không bị giết chết hoặc vây khốn, vô cùng có khả năng giết tới. Một ngày 12 canh giờ, tương đương với 1440 phút. Xuân thu đại điển thời gian lưu tốc là gấp trăm lần ngoại giới, cũng cần 14 phút ở ngoại giới mới có thể triệt để luyện thành. Trương Huyền siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Chỉ mong Thiên Đạo chi thư có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Tính toán thời gian có thể đột phá, Trương Huyền nhìn Khổng Sư đang bị Thiên Đạo chi thư chấn áp, hy vọng Thiên Đạo chi thư có thể ra sức một chút, tận lực kéo thời gian càng lâu. Hô ý nghĩ còn chưa kết thúc thiên đạo chi thư lắc lư trực tiếp biến mất phảng phất như chưa hề xuất hiện qua dù đến thượng thương trở nên càng thêm cường đại thời gian duy trì cũng càng dài nhưng vẫn có thời gian hạn chế lúc này cuối cùng đã tới cuối đáng ghét thiên đạo chi thư biến mất khổng sư xoay người lại lúc này toàn bộ cánh tay của hắn đã thối giữa một bàn tay khác cũng bị trọng thương máu tươi chảy đầm đìa hiển nhiên mặc dù hắn ngăn được thiên đạo chi thư cùng với tất cả thủ đoạn của Trương Huyền, nhưng vẫn nhận lấy vết thương không thể nghịch chuyển. Coi như người tinh lọc ra thần linh chi khí, hơn nữa hấp thu, nhưng thời gian đủ sao. Ta có thể ở trong một cái hô hấp chém giết ngươi, sẽ không cho ngươi cơ hội. Khổng sư gào lên một tiếng, ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chầm chầm Trương Huyền cách đó không xa, tựa như muốn rút gân lột ra. Bởi vì muốn đoạt thiên đạo thư viện của đối phương, một mực không có thống hạ sát thủ, kết quả làm hại bản thân suýt chút nữa vẫn lạc. Quả nhiên là nhân vật giống như tên kia, cho dù chỉ là ngụy thần, cũng không thể khinh thường. Cho nên lại muốn động thủ, liền thi triển ra toàn lực, quyết không lưu tình. Hết chương 3744, chương 3745, chương huyền đột phá thần linh. Thời gian xác thực không đủ. Thầy đối phương tâm ý đã quyết, tiện tay sẽ thi triển ra tuyệt chiêu chém giết bản thân, Trương Huyền cũng không bối rối nói. Ở chỗ này chờ, thời gian tự nhiên không đủ, nhưng có thể giống như ngươi, chỉ cần trốn đi, sớm muộn cũng có thể đột phá, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Trốn đi, khổng sư sầm mặt lại. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lăng không chào một cái, muốn phong tỏa không gian bốn phía Trương Huyền. Hô, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, bất ngờ biến mất tại chỗ, cổ tay một thần khẽ đảo, một thông thần ngọc phù xuất hiện ở trước mắt, phía trên một cái chữ vật giới chỉ ông một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Không gian gấp, thông thần ngọc phù, như vậy có thể phá vỡ không gian, tiến hành truyền tống cự ly xa, nhưng bất luận giấu ở đâu, cũng phải đi qua thông thần điện, ta có thể dễ như trở bàn tay tìm tới. Khổng sư sừng sốt một chút, ngay sau đó suýt chút nữa cười ra tiếng. Còn tưởng đối phương có năng lực đặc thù gì, cũng giống như mình, phá vỡ không gian chạy trốn, không nghĩ tới là biện pháp ngu như vậy. Thông thần điện là sẽ bảo vệ việc riêng tư của tu luyện giả, không người nào có thể chuẩn xác định vị, thậm chí ngay cả thân phận cũng khó mà xác nhận. Nhưng hắn là ai? Thông thần điện điện chủ, thứ này chính là hắn sáng tạo ra. Người dám dùng thứ này truyền tống rời đi, tương đương triệt để bại lộ tin tức của mình, muốn không điều tra ra cũng khó khăn a. À. Vốn cho rằng chỉ cần đối phương giấu đi để mình tìm không thấy, đợi đột phá thần linh, lại muốn cướp đoạt thiên đạo thư viện liền không dễ dàng như vậy hiện tại xem ra hoàn toàn có thể sớm giải quyết nhiều nhất chuyển sang nơi khác mà thôi trốn được sao hừ lạnh một tiếng cũng mặc kệ tình huống chiến đấu của đám người cốc truy vân cùng bạch huyền sinh người thông thần điện sống chết cũng không quản bàn tay điểm ra đồng dạng một cái thông thần ngọc phù xuất hiện ngọc phù này hoàn toàn khác biệt những người khác toàn thân màu vàng kim chắc là điện chủ mới có thể sử dụng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái một đạo hào quang lấp lánh vậy mà đi tổng bộ, rất tốt, thật sự là thiên đạo có đường ngươi không đi. Cha ra vị trí chiếc nhẫn chữ vật kia của Trương Huyền, khổng sư sửng sốt một chút, sau đó hử lạnh. Hô! Trước mắt nhiều ra một chiếc gương, thông thần điện chủ lệnh huyền phù ở phía trên, một cái nháy mắt, trong gương hiện lên một cung điện. Chính là tòa ẩn giấu ở trung tâm thông thiên kiều. Phiêu miễu ngoa nhẹ nhàng bước ra, người đã đi vào trong gương, sau một khắc, đi tới trước cửa thông thần điện chỗ nguy hiểm nhất, là chỗ an toàn nhất, người có thể nghĩ tới chạy đến chỗ này, quyết định là không tệ, nhưng thông thần điện có thể ghi chép vị trí, đã tới, cũng đừng đi nữa, vừa vặn nơi này không có thiên đạo ràng buộc, cướp đoạt thư viện càng thuận tiện. Khổng sư cười nhạt một tiếng, thần thức lập tức lan tràn ra. Thông thần điện chính là một hệ thống cỡ lớn, ngươi cho rằng ẩn giấu đi họ tên cùng IP là có thể tùy ý mở topic, trên thực tế tất cả đều đang ở dưới theo dõi. Khổng sư là người sáng lập Thông Thần Điện, khống chế quyền hạn cao nhất, chỉ cần muốn liền khẳng định không ẩn giấu được. Vị Trương Huyền kia vừa rồi giấu ở trong không gian gấp, để đồng tử ở trong Thông Thần Điện bán ra, sau đó bị một người mua sắm, mượn truyền tống trận truyền tống đến nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện đang ở trong biệt. Đây là nơi ở của mình, đối phương muốn chạy trốn, miễn cho bị giết, mượn Thông Thần Điện đi tới nơi này quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ tương đương tự chui đầu vào lưới. Không có. Thần thức quét nhìn một lần, chỉ thấy một dao long ngụy thần cảnh ẩn núp, còn Trương Huyền thì không phát hiện. Đối phương có thể truyền tống tới, khẳng định là bởi vì dao long này ở đây mua sắm, chẳng qua hiện tại không có thời gian chém giết nó, trước tìm được tên kia lại nói. Ở chỗ kia, thần thức lại quét một lần, trong cung điện không có cái gì, nhịn không được ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên cây cột của tổng bộ thông thần điện, một bóng người dựa vào lực lượng của thân thể không ngừng leo lên trên lúc này đã tiếp cận địa phương chia cắt giữa thần điện và nơi này trốn chỗ nào một tiếng gầm thét bàn chân khổng sư bước ra thẳng tắp bay đi ngụy thần cảnh nhất định phải kề cây cột bò sát tu vi đến thần linh đã không cần phiền toái như vậy có thể bay thẳng qua dừng lại đi người ở trên không chung liền bổ về phía trương huyền thanh niên không dám ngừng lại cấp tốc bò lên trên lúc trường lực sắp tới, thân ảnh chợt lóe biến mất tại nguyên chỗ, đã xuyên thấu ngăn cách, đi vào phạm vi thần điện chân chính. Coi như đi thần điện, người cũng trốn không thoát. Khổng sư hừ lạnh, kề cây cột xuyên thấu qua ngăn cách. Qua vách ngăn, cảm thấy toàn bộ thế giới đảo ngược, vốn là hướng lên biến thành hướng dưới, cây cột không biết hướng lên trên kéo dài bao xa, biến thành hướng phía dưới không biết bao xa, không nhìn thấy phần cuối. Nơi này hắn tới qua nhiều lần, cũng không để ý, thần lực trong cơ thể vận chuyển, ổn định thân hình, yên tĩnh huyền phù. Cúi đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy Trương Huyền cũng không biết là rõ ràng biết trốn không thoát, hay nguyên nhân khác, không tiếp tục chạy trốn, mà ôm cây cột đợi tại chỗ, không nhúc nhích nhìn qua. Nhanh như vậy liền đuổi tới, vượt quá dự liệu của ta. Trương Huyền nói, sự tình ngoài dữ liệu còn có rất nhiều, đã trốn không thoát, vậy thì ngoan ngoãn giao thư viện cho ta đi. Bàn tay nâng lên, khổng sư gầm thét một tiếng, bỗng nhiên bắt tới. Trường lực còn chưa tới trước mặt, không gian bốn phía liền triệt để ngưng kết. Trước không vội, ngay thời điểm sắp bắt được đối phương, Trương Huyền giơ tay lên. Bàn tay cũng không lùi về, mà cách đối phương chỉ có không đến nửa mét ngừng lại, khổng sư lạnh lùng nhìn về phía thanh niên trước mắt, muốn nhìn đối phương còn có âm mưu gì. Người còn có lời gì muốn nói? Còn có một câu, Trương Huyền gật đầu, nói, khổng sư nói. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đếm. Khổng sư ngẩn ngơ. Cái tên này có phải bị dọa điên rồi hay không? Vốn cho rằng có gì ngôn gì, hoặc tự động khuất phục, nằm mơ đều không nghĩ đến, bắt đầu đếm ngược. Không có bệnh chứ? Ngươi làm gì? Cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng. Không làm cái gì, đếm số mà thôi, chớ khẩn trương. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. 3, 2, 1. Đếm xong số cuối cùng, Trương Huyền nhịn không được duỗi lưng một cái, cười nhạt một tiếng, trên mặt giống như ánh nắng rực rỡ. Tốt, công tác chuẩn bị làm xong, chúng ta bắt đầu đi. Âm ầm, kèm theo thanh âm kết thúc, một tiếng vang lên ầm ầm, Trương Huyền nắm lấy cột đá đột nhiên buông tay, toàn thân giống như có cự long vây quanh, trong cơ thể phát ra lôi âm đinh tai nhức óc một cỗ khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên sông lên trời cao tựa hồ muốn xé rách thiên địa cũng không thấy hắn hạ xuống mà yên tĩnh lơ lửng giữa không trung phi hành ngươi ngươi đột phá thân thể run rẩy khổng sư suýt chút nữa từ không trung rơi xuống hắn đạt được thần linh chi khí liền bắt đầu tu luyện vì đột phá tiêu hao tiếp cận một tháng đối phương coi như giống vị kia thân có một bộ phận thiên đạo tiến bộ cực nhanh nhưng không có một ngày cũng không có khả năng thành công a à. Nguyên nhân chính là như vậy, thấy hắn chạy trốn, cũng không quá mức sốt ruột. Chỉ cần trong một ngày nắm lấy, liền không có đột phá, không đáng để lo. Làm sao hiện tại trực tiếp trở thành thần linh? Lúc này mới qua bao lâu? Từ đối phương nuốt lấy thần linh chi khí bắt đầu, đến đuổi tới nơi này, nhiều nhất không cao hơn 5 phút. Trong vòng 5 phút, từ ngụy thần đột phá đến thần linh. Coi như vị kia cũng làm không được. Ta không tin. Gào lên một tiếng, bỗng nhiên bổ tới. Đã chậm. Trương Huyền cười một tiếng, chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, cũng không thấy Trương Huyền có động tác quá lớn, cong ngón tay búng một cái. Bành. Khổng Sư dùng hết toàn lực, lập tức cảm giác giống như bị một đạo cự lôi đánh trúng, thân thể run rẩy, bay lùi ra ngoài. Liên tục bay ra vài trăm mét mới dừng lại, vẻ mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Đồng tử co rụt lại, khó tin nhìn về phía thanh niên trước mắt. Đối phương tiện tay bắn ra không chỉ đánh tan công kích của hắn, càng làm cho lực lượng trong cơ thể hắn suýt chút nữa tán loạn. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng lực lượng của đối phương cũng không tránh khỏi qua đáng sợ đi, so với bản thân thời kỳ toàn thịnh, chỉ mạnh không yếu. Thật chẳng lẽ đột phá? Nắm đấm siết chặt, đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, khuôn mặt khổng sư trắng bệch. Coi như đột phá lại thế nào, ta không tin người có thể nhanh như vậy triệt để khống chế lực lượng thần linh. Lực lượng thần linh, hoàn toàn khác biệt ngụy thần, muốn triệt để khống chế, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Tuyệt không phải vừa đột phá liền có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng. Không nói những người khác, hắn tấn cấp thần linh là dùng một tháng, nhưng trên thực tế 20 ngày đã đột phá thành công, còn lại 10 ngày là củng cố tu vi, triệt để quen thuộc vận dụng lực lượng, mới ra ngoài tìm đối phương. Nói cách khác, củng cố tu vi, thích ứng lực lượng, hao tốn tiếp cận 10 ngày mới hoàn thành coi như đối phương dùng bí pháp gì, trong thời gian ngắn đột phá, nhưng muốn thích ứng lực lượng, cũng không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến điểm này, quát khẽ một tiếng, một quyền đập tới. Lôi đình phun trào, thiên địa biến sắc. Thần linh toàn lực ra tay, uy lực quả thực không tầm thường. Trương huyền rũi ra một ngón tay. Hô! Nắm đấm bị một ngón tay ngăn ở bên ngoài, giống như đâm vào trên mặt tường, không cách nào tiến lên mảy may. Nằm xuống ngón tay lần nữa bắn ra bành phốc khổng sư liên tục lăn mình bay ngược ra mấy chục cây số mới ngừng lại còn ở trên không đã phun mạnh máu tươi vẻ mặt trắng bệch suýt chút nữa không có chết đi qua chỉ thoáng cái liền bị tổn thương càng nặng thương thế so với trước đó càng thêm nghiêm trọng làm sao có thể đồng tử co rút lại ánh mắt khổng sư lộ ra kính sợ lần này đối chiến hắn đã rõ ràng phát hiện đối phương không chỉ tu vi đột phá thần linh còn đã triệt để củng cố, lực lượng vận dụng so với mình đều muốn trôi chảy. Ngắn ngủi vài phút, từ ngụy thần đột phá đến thần linh. Thuận tiện còn củng cố tu vi, thích ứng lực lượng. Ngươi, đến cùng tu luyện như thế nào? Ánh mắt lộ ra mê man, cả người khổng sư có chút không biết làm sao. Hết chương 3745. Chương 3746. Chấn áp phân thân khổng sư. Thần linh cùng ngụy thần là hai loại sinh mệnh hoàn toàn khác biệt không thể so sánh nổi. Cho dù nắm giữ thần linh chi khí, có thể thuận lợi đột phá, muốn thuần thuộc khống chế loại lực lượng này, vẫn cần tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, rõ ràng nhìn thấy đối phương hấp thu thần linh chi khí, cũng không tính quá mức sốt ruột, bởi vì trong lòng xác định điểm ấy. Nhưng loại xác định này, thời gian nháy mắt liền bị đối phương phá vỡ. Không có gì không thể nào. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua đột phá thần linh mới biết loại thực lực này mạnh mẽ. Khó trách đối phương có thể xé rách không gian, tùy ý xuyên qua, ngụy thần so sánh, kém không chỉ 10 lần. Chỉ cần hắn nguyện ý, đám người triệu nhã liên hợp cùng một chỗ, tuyệt đối ngăn cản không được hắn một hơi thở. Ta không tin. Khổng sư lần nữa lao đến, lực lượng điên cuồng càn quét. Trước đó muốn bắt sống vị trước mắt này, rút ra thiên đạo thư viện, mà bây giờ, thực lực đối phương cùng hắn tương đồng, rút ra đã không thể nào. Kế trước mắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp chém giết mới có thể sống sót. Vừa ra tay liền dùng hết lực lượng toàn thân. Không gian bị xé rách, thiên địa sụp đổ. Mặc dù không gian ở thần điện càng thêm củng cố, vẫn không chịu nổi toàn lực của thần linh. Trương Huyền không lui chút nào, mà cười nhạt một tiếng, một chiêu tiếp một chiêu nghênh đón tới. Vài phút sau, toàn thân Khổng Sư cứng ngắc bị một cỗ lực lượng cường đại chân áp, thái huyền kính trong chữ vật giới chỉ và phiêu miếu hoa trên chân cũng bị lấy xuống, muốn chạy trốn cũng không làm được. Sau khi lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình, dưới cùng cấp bậc, phân thân cũng không phải đối thủ, cho dù vị khổng sư này không yếu, cũng chỉ là không kém nhiều mà thôi, làm sao chống lại được. Huống chi liên tục gặp phải tiểu hoàng kê, thiên đạo chi thư, cùng với đám người triệu nhã công kích, thương thế đã cực nặng. Vây khốn đối phương, trương huyền lần nữa nhìn lại mỉm cười đã bày ra thực lực coi như đối phương không tin cũng không quan trọng dù sao kết quả đã ra thời gian ngắn như vậy đột phá thần linh hơn nữa củng cố tu vi xem như hắn cũng làm không được ánh mắt khổng sư có chút tán loạn giống như sắp biên rồi hắn trương huyền nghe được trong lời nói đối phương không đúng hắn là ai giống như ngươi khống chế một bộ phận thiên đạo thế nhưng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Khổng sư nói đến một nửa thì ngừng lại. Xem ra người thừa nhận bản thân không phải khổng sư. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn qua. Không biết ta nên xưng hô ngươi như thế nào, phân thân khổng sư, hay cái gì? Sau thông thiên kiều, khổng sư ra tay với hắn, để hắn hết sức kỳ quái, lúc ấy liền cảm thấy vị trước mắt này có thể là giả. Càng về sau, đi vào thần điện, phân thân không thể vào trong, lần nữa gặp được ý niệm khổng sư có thể thi triển thiên đạo công pháp. Lại không rõ ràng chuyện gì xảy ra thì thật sự quá ngu. Vị trước mắt này, có lẽ giống như phân thân của mình, là phân thân của khổng sư. Thiên đạo duy nhất, chỉ cần ở dưới một thiên đạo, cho dù phân thân là linh hồn của mình chia cắt, cũng không thể sử dụng công pháp và võ kỹ thiên đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, suy nghĩ của hắn và bản tôn rõ ràng có chút khác biệt, thậm chí có thể đối thoại, tựa như hai người hắn có thể như vậy, khổng sư nhất định cũng tương đồng. Thậm chí có khả năng, vị trước mắt này chia cắt ác niệm của khổng sư, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể biết được bản thân nắm giữ một bộ phận thiên đạo, điên cuồng muốn thu hoạch. Bởi vì đồng căn đồng nguyên, cho nên chỉ cần mình nói hắn không phải khổng sư, đối phương liền trực tiếp không thừa nhận. Hư, dựa vào cái gì linh hồn giống nhau, hắn có thể nắm giữ thiên đạo trật tự, học tập tu luyện, tốc độ cực nhanh, càng được gọi là vạn thế chi sư, hưởng thụ vô số vinh dự, vô số người kính trọng, mà ta chỉ có thể trốn ở chỗ tối tăm, bị trấn áp mấy ngàn năm. phân thân khổng sư nghiến răng, dựa vào cái gì? trong lòng ngươi hẳn rõ ràng à. ha. trương huyền lắc đầu, than thở. xem ra đối phương hẳn là khổng sư chia ra ác nghiệm không thể nghi ngờ. khổng sư có thể trở thành vạn thế chi sư, để cho người ta kính trọng, bằng vào không phải tu vi nghiền ép tất cả mọi người, mà là nhân nghĩa cùng lòng dạ bao la. Người nhìn thấy chỗ tốt, không tính toán bất luận người nào sống chết, vì mục đích, không từ thủ đoạn. Làm sao có thể được người khác kính trọng? Chỉ cần giết ngươi, giết tất cả người phản loạn ta, ta cũng có thể không tì vết chút nào, được hậu nhân kính trọng. Phân thân khổng sư giữ tợn nói. Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Trương Huyền lắc đầu. Chân áp là có thể, để cho người ta trong thời gian ngắn khuất phục, nhưng kèm theo thời gian trôi qua, loại cảm xúc phản nghịch này sẽ càng tích tụ càng nhiều, sớm muộn sẽ trở thành dây dẫn nổ nổ người thịt nát xương tan cường quyền có thể thống trị nhất thời nhưng không có khả năng một mực như vậy phòng miệng dân cũng phòng không được huống chi tinh thần khổng sư vĩ đại như vậy phân thân tà ác như thế vì sao phân thân của ta không phải như vậy đang cảm xúc một cái ý nghĩ xông ra bản thân cùng phân thân ở chung rất lâu cái tên này tuy ưa thích trang bức có chút cả lơ phất phơ nhưng cực kỳ an phận thủ thường không có tâm tư khác, nhưng vì sao phân thân của Khổng Sư thay đổi? Có thể là, tâm ma, thiên đạo có thiếu, ta tu luyện công pháp, không có bất kỳ thiếu hụt gì, tâm ma hầu như sẽ không sinh. Mà Khổng Sư tu luyện thiên đạo trật tự, mặc dù ngôn xuất pháp tùy, tự thành quy củ, đồng dạng không có thiếu hụt, nhưng trên thực tế, cái này là thiếu hụt lớn nhất. Thiên đạo trật tự, có thể thay đổi pháp tắc đã định để hắn tuân thủ bản thân. Thoạt nhìn mạnh mẽ vô song, trên thực tế lại tương đương pháp tắc nguyên bản đã tồn tại không biết bao nhiêu năm củng cố không gì sánh được thay đổi đi rất dễ dàng sinh ra tâm ma phân thân này vô cùng có khả năng chính là loại tâm tình tiêu cực này hình thành khổng sư trấn áp ở bên cạnh không dám suy nghĩ nhiều một khi hắn rời khỏi thượng thương đi vào thần giới mấy ngàn năm không hề lộ diện lại thêm vị trước mắt này nắm trong tay lực lượng cùng quyền lợi tuyệt đối tính tình thay đổi sẽ không có khó hiểu như vậy nếu như nói, cái phân thân này là chia cắt ác niệm của Khổng Sư, phân thân của ta, chia cắt là cái gì? Nhất niệm làm ác, nhất niệm làm thiện. Phân thân chia cắt một bộ phận của linh hồn, trên thực tế cũng chia cắt ra một bộ phận tính cách của mình. Giống như vị trước mắt này, Khổng Sư hẳn là lưu lại lòng dạ bao la cùng nhân từ, chia lìa ác niệm, sáng tạo ra vị trước mắt này. Khổng Sư như vậy, phân thân của mình thì sao? Dường như cái tên này, trừ thích trang bức thích khoe khoang, cũng không có quá nhiều thói xấu a hát. Hẳn là chia các tính cách thích trang bức của ta, cho nên sau khi có phân thân, ta mới trở nên khiêm tốn hơn không ít. Rất nhanh, trong lòng Trương Huyền bừng tỉnh. Phân thân thích trang bức, bản tôn thì toàn tâm toàn ý muốn khiêm tốn. Trước đó còn không có phát hiện, sau khi rõ ràng vị trước mắt này, có thể là phân thân khổng sư, giờ mới hiểu được. Tuy bản tôn hắn có đôi khi cũng sẽ giả bộ một chút, nhưng khiêm tốn vẫn xâm nhập cốt tủy là phẩm chất cao thượng của hắn thắng làm vua thua làm giặc người nói cái gì đương nhiên là cái đó không có ý định cùng vị trước mắt này tranh luận phân thân khổng sư lạnh lùng nhìn qua hiện tại ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ vì sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy chẳng lẽ nghĩ tới điều gì lông mày nhíu một cái là xuân thu đại điển bản tôn khổng sư từng căn cứ không gian thời gian trong thiên đạo trật tự, luyện chế một pháp bảo đặc thù, xuân thu đại điển. Tuy cấp bậc ngay cả tiên quân cũng không bằng, nhưng giống như thiên huyền kính, phiêu miễu ngoa ảng, có được năng lực đặc thù. Chỉ là, danh sư đại lục có hậu chiêu hắn lưu lại, biết rất rõ ràng, thứ này không phải bị thần linh tên lạc nhược hy cướp đi sao. Làm sao lại ở trong tay đối phương? Nếu như biết xuân thu đại điển ở trong tay đối phương, chắc chắn sẽ không cho thời gian dài như vậy, vừa nhìn thấy hấp thu thần linh chi khí, liền trực tiếp sử dụng lực lượng mạnh nhất đánh chết. Không sai, là Xuân Thu Đại Điển. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Thời gian trong Xuân Thu Đại Điển là gấp 10 lần danh sư đại lục, cũng chính là gấp trăm lần thượng thương. Thì ra là thế. Sắc mặt trắng nhợt, phân thân khổng sư triệt để hiểu ra. Đối phương vốn cần một ngày mới có thể đột phá, chuyển đổi xuống, cũng chính là 12 canh giờ, 1440 phút. 86.400 giây. Gấp trăm lần, thượng thương tu luyện đại khái 14 phút liền có thể đột phá. Tuy rất nhanh, nhưng đối với vị trước mắt này mà nói, vẫn như cũ chưa đủ. Cho nên hắn mượn thông thần điện đi vào tổng bộ thông thần điện. Nơi này, tốc độ thời gian là một phần 10 thượng thương. Ở trong xuân thu đại điển không đổi, vốn cần 14 phút mới có thể đột phá, chỉ cần một phút liền có thể hoàn thành. Nhưng như vậy, đối phương vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Trực tiếp đi vào thần điện chân chính. Nơi này thời gian chậm hơn là gấp trăm lần thượng thương. Nói cách khác, từ khi đi vào vách ngăn, ở trong xuân thu đại điển cùng ngoại giới tranh lệch gấp một vạn lần. Nguyên bản cần 86.400 giây mới có thể đột phá, hiện tại chỉ cần 8 giây. Cho nên đối phương mới đếm ngược chơi. 10 giây đồng hồ, ở đây không tính là gì, trên thực tế ở trong xuân thu đại điển không chỉ thuận lợi đột phá trở thành thần linh, còn nhân cơ hội củng cố tu vi. Chẳng qua lúc đó không nghĩ tới mà thôi. Đã thua, động thủ đi. Vùng vẫy một hồi, không cách nào tránh thoát đối phương trói buộc, phân thân khổng sư không nói thêm lời, lãnh đạm nói. Vốn cho rằng có thể cướp thiên đạo có thiếu trong cơ thể đối phương, đến lúc đó sẽ không yếu hơn bản tôn, kết quả. Thất bại. Không hổ là người được thiên đạo công nhận, mỗi một cái đều có năng lực không tầm thường ngươi là phân thân khổng sư giết hay không có hắn quyết định hiện tại ta phong ấn ngươi đợi có cơ hội nhìn thấy lại nói sau chẳng muốn cùng đối phương nói nhiều cổ tay trương huyền khẽ đảo lực lượng toàn thân ép xuống vù vù phân thân khổng sư bị phong ấn tu vi triệt để cầm cố lại bất kể nói thế nào đối phương là phân thân của khổng sư xử trí như thế nào vạn thế chi sư tự có kết luận hắn không cần vượt quá chức phận làm thay việc của người khác hiện tại đột phá thần linh, vừa vặn đi xem một chút, vòng xoáy màu đen chấn thủ thần điện, đến cùng là cái gì? Chân áp khổng sư, thu vào không gian gấp, Trương Huyền cũng không sốt ruột trở về, mà cúi đầu liếc mắt nhìn, con mắt phảng phất như xem thấu khoảng cách xa xôi, rơi vào vòng xoáy trên thần điện. Hết chương 3746 chương 3747 Tiểu Hoàng kê phục sinh Thần điện chân áp ở phía trên vòng xoáy màu đen, giống như nút gỗ ngăn chặn ống thoát nước, trước đó vẫn muốn qua dò xét, đáng tiếc tu vi quá thấp, căn bản không có cách tới gần, hiện tại thành thần linh chân chính, mặc dù khí lưu màu đen đáng sợ, cũng không cần quá mức sợ hãi. Thẳng tắp phi hành, nguyên bản cần hai canh giờ mới có thể bỏ tới, bây giờ vài phút sau liền đi qua. Thần điện to lớn, lần nữa xuất hiện ở trước mắt, sương mù màu đen không ngừng xoay tròn, không gian bốn phía đều là vết rách. Đi vào trên vòng xoáy, Nhất thời cảm thấy từng đạo lực lượng đặc thù không ngừng xé rách đến, phảng phất như muốn nuốt hắn vào. Vào xem, thần lực trong cơ thể phát động, bao trùm toàn thân, nhẹ nhàng vụt qua, lập tức chui vào. Xì 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 xì, không gian bốn phía vòng xoáy rách nát, không ngừng xé rách, quất vào trên người, cường giả Ngụy Thần cũng không chống lại được, có điều đối với hắn hiện tại mà nói, không quá khó khăn. Lối đi trước mắt tối thui, không biết thông nơi nào bất quá lại cho hắn một loại cảm giác linh khí nồng nặc, muốn qua dò xét một phen. Chẳng lẽ, đây là lối đi vào thần giới? Nhớ tới thông đạo trong khôn hư giới, danh sư đại lục, cùng thượng thương, trương huyền cũng không suốt ruột, mà ngừng lại. Lối đi kia có chư tử bách ra chấn thủ, phòng ngừa linh khí thủy ngân xuyên thấu tới, bất luận phòng ấn hay là cái gì, đều có cái bóng của khổng sư. Cái trước mắt này, cũng là như vậy. Phía sau thần điện, có ý niệm của khổng sư chấn thủ, trước đó thần linh chi khí, cũng là khổng sư từ trong này lấy tới. Hơn nữa ý niệm của mình thay thế khổng sư chấn thủ thần điện, cũng biết quy củ, chỉ cần có người chiến thắng ý niệm của mình, đồng dạng có thể đạt được một đạo thần linh chi khí. Chỉ tiếc, ý niệm bản thân quá mạnh, đám người triệu nhã cùng cấp bậc không cách nào chiến thắng, nếu không đã sớm để cho bọn họ tới thu thập. Đi về dặn dò một tiếng, an bài xong lại tới dò xét thấy vòng xoáy trước mắt không đả thương được hắn, Trương Huyền cũng không sốt ruột tiếp tục đi vào. Bởi vì mình và khổng sư chiến đấu, đám người triệu nhã cùng với hàn kiếm thu khẳng định rất lo lắng, nhất định phải nhanh trở về. Bay trở về bình chướng, không tiêu tốn quá nhiều thời gian, lần nữa đi vào tổng bộ thông thần điện. Tinh thần khẽ động, khí tức toàn thân ngụy trang thành ngụy thần. Đột phá thần linh sẽ trải qua thiên kiếp, tu vi ngụy trang xuống, có lẽ có thể trì hoãn một chút, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, không gian trước đó bị thần linh giam cầm liền vỡ ra, xảy bước đi vào. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên tiếp thiên thạch. Quyết định phương hướng, lần nữa xé rách không gian. Sau một khắc, xuất hiện ở trên trục tinh cung. Thấy thiên kiếp quả nhiên không có hạ xuống, trương huyền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thông thần điện liên hợp huyền kính môn, phiêu miếu tiên tông, cùng bốn đại tông môn chiến đấu, lúc này đã triệt để kết thúc, mặt đất lưu lại vô số thi thể. Lão sư, người trở về. Cảm nhận được khí thức của hắn, đám người triệu nhã tràn đầy hưng phấn đi vào trước mặt, từng cái tràn đầy kích động. Nhìn thấy rất nhiều đệ tử tuy chật vật, thương thế lại không quá nặng, Trương Huyền cũng thở vào nhẹ nhõm. Kết quả như thế nào? Bạch Tông Chủ và Quốc Tông Chủ đã bị chúng ta bắt, những người khác cũng đầu hàng, hai đại tông môn này không sai biệt lắm chỉ còn trên danh nghĩa. Còn thông thần điện, Điện chủ và tông chủ chiến đấu, bọn họ cũng không chống lại được, tất cả đều bị bắt. Triệu Nhã giải thích, khổng điện chủ đuổi giết Trương Huyền rời khỏi, còn lại liền chia rẽ. Đám người Triệu Nhã đều đạt đến ngụy thần, thân mang vũ khí ngụy thần cảnh, cho dù ba tông môn cường giả như mây, cũng không chống lại được, lại thêm 10 vạn chân tiên cũng tham gia chiến đấu, rất nhanh liền xuất hiện cục diện nghiêng về một bên. Kết quả là cao thủ của ba đại tông môn hầu như toàn quân bị diệt, còn lại tự biết không địch nổi, tất cả đều đầu hàng. Giải quyết liền tốt, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Bốn đại tông môn thêm vào hải yêu, cường giả dưới tiên quân khẳng định là chiếm đa số, không cần lo lắng, để cho hắn không yên lòng chính là cường giả ngụy thần, có điều đám người triệu nhã đột phá, lại thêm sau khi bản thân đi vào thượng thương, liên tục chém giết mười mấy cường giả ngụy thần của đối phương, nên không đáng để lo. Lại hỏi thăm một hồi, biết tuy bốn đại tông môn tổn thương không ít, nhưng không động tới căn cơ, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cho cốt của tiểu hoàng kê, các ngươi siêu tập chưa? Ta muốn đích thân đi tế điện nó. Tiểu hoàng kê vì mình mà chết. Nếu không có nó ngăn cản khổng sư, thì mình không có khả năng thuận lợi tinh lọc thần linh chi khí, cuối cùng đột phá. Là thu thập, chẳng qua. Biết tình cảm của lão sư và thú sủng kia, chiến đấu vừa kết thúc, đám người triệu nhã liền tụ lại thi thể bị đốt thành cho bụi trương huyền cau mày chẳng qua cái gì những bụi bặm này hội tụ vào một chỗ vẫn còn thiêu đốt triệu nhã cười khổ chỉ về phía trước trương huyền vội vàng nhìn lại quả nhiên thấy cách đó không xa một ngọn lửa màu vàng óng không ngừng thiêu đốt lúc trước tiểu hoàng kê bị phân thân của khổng sư đánh giết hơn nữa đốt thành cho bụi có vẻ như ở vị trí này thân thể vụt qua đi vào trước mặt trương huyền nhíu mày hỏa diếm trước mắt này tuy không lớn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, có sinh mệnh thai ngén trong đó. Chẳng lẽ, tiểu hoàng kê chưa chết? Trương huyền nhịn không được sướng sờ. Bị trường kiếm của phân thân khổng sư chém thành mấy chục khối, lại bị hỏa diễm đốt lâu như vậy, đừng nói tiên quân cảnh, coi như thần linh chân chính khẳng định cũng đã chết. Làm sao lại cảm giác có sinh mệnh thai ngén? Vù vù, đang kỳ lạ, một tế đàn bất ngờ xuất hiện ở dưới hỏa diễm chính là cái mà một thần từ danh sư đại lục mang tới. Xì xì xì, vô số đạo hắc khí từ trên tế đàn lan ra, chui vào hỏa diễm. Hừng hực, hỏa diễm trở nên càng thêm to lớn, vốn chỉ bằng quả bóng, lúc này giống như người lớn, sau đó lan ra, tạo thành một hỏa cầu đường kính hơn 10 mét. Hắc khí càng ngày càng nhiều. Thiếu ra, đây là tế đàn truyền thống. Một thần và Đỗ Thanh Diên đồng thời đi vào trước mặt. Tế đàn truyền thống Trương Huyền nghi hoặc, giống như trước đó để ngươi đi vào thần điện, hai tế đàn tương đồng tiến hành không gian truyền tống. Một thần nói, trước đó, Trương Huyền vì đi vào thần điện, đặc biệt từ danh sư đại lục tìm được tế đàn này, mục đích đúng vì sử dụng phương pháp đặc thù, tiến hành hai tế đàn truyền tống. Chỉ là, tế đàn không phải bị phân thân khổng sư phá hủy rồi sao? Trương Huyền mở miệng, lời mới nói một nửa, đột nhiên sửng sốt. Chẳng lẽ là cái ở hãm không thành kia. Loại tế đàn này, toàn bộ thượng thương chỉ có một cái, bằng không thì cũng không cần tốn thời gian, đặc biệt về danh sư đại lục. Nhưng hãm không thành còn có một cái. Hắn và Đỗ Thanh Diên tự mình đi. Quả nhiên là khí tức suy yếu. Nghĩ đến điểm này, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy tế đàn xuất hiện thể khí màu đen, là khí tức suy yếu, hơn nữa so với trước đó thấy qua càng thêm tinh thuần, có chút giống thần linh chi khí bị ô nhiễm mà khô lâu cho mình. Chẳng lẽ, một ý nghĩ đột nhiên xông ra, Trương Huyền đang muốn phá vỡ không gian lần nữa đi vào hãm không thành, xem rõ ngọn ngành, chỉ thấy lửa cháy ngập trời trước mắt đột nhiên nổ tung, một tiểu hoàng kê rũi lưng từ bên trong đi ra. Tiểu hoàng kê, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng đi vào trước mặt. Kẻ trước mắt này, cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều, vẫn một thân lông tơ, giống như gà con vừa ra vỏ trứng không lâu, có điều tu vi lại giống như mình, đạt đến thần linh chân chính. Người đột phá. Trương Huyền tràn đầy khó tin. Trước đó cho đối phương nếm qua nguyên lực đan, dùng huyết dịch ngụy thần. Dùng không biết bao nhiêu phương pháp, cũng không có để tu vi tiến bộ một tia, làm sao lần này bị phân thân khổng sư chém giết, không những không chết, còn trực tiếp vượt qua hai đại cấp, biến thành thần linh. Mình tiến bộ nhanh, đó là bởi vì cố gắng và thiên phú. Gia hỏa này trừ ăn, cái gì cũng không làm, làm sao cũng tiến bộ nhanh như vậy. Đúng vậy, tiểu hoàng kê vỗ cánh vẻ mặt dám thúi cái này trí nhớ có khôi phục chưa trương huyền nhịn không được hỏi không có tiểu hoàng kê lắc đầu được rồi trương huyền xoa xoa mi tâm thay nó đau lòng lâu như vậy không nghĩ tới tên này bị chặt thành thịt nát chẳng những không chết còn tấn cấp thành thần linh chẳng lẽ đây là phá rồi lại lập phải biết bị chém thành nhiều khối như vậy coi như phân thân cũng không sống nổi tân cấp thần linh cần thần linh chi khí, vừa rồi tế đàn hấp thu khí tức suy yếu, có lẽ giống như khô lâu cho ta. Trương Huyền suy nghĩ, khô lâu ở hãm không thành cho hắn đạo khí tức kia, cùng vừa rồi tế đàn truyền tống tới những cái kia, là hoàn toàn tương tự. Tiểu Hoàng kê hẳn là mượn thứ này, đột phá ngụy thần ràng buộc, tiến dai đến cảnh giới bây giờ. Chỉ bất qua thứ này mang theo khí tức suy yếu cực mạnh, thần linh cũng khó mà chống lại. Nguyên nhân chính là như vậy, thiết kế phân thân khổng sư, mới để cho đối phương bị trọng thương, dễ dàng bị chân áp. Hắn dùng 10 vạn chân tiên tế tự mới tinh lọc được, thuận lợi thu vào thân thể, từ đó đột phá giảng buộc. Đối phương không có tinh lọc, trực tiếp hấp thu. Nước tắm của tiểu hoàng kê có thể loại bỏ khí tức suy yếu ăn mòn. Có thể những lực lượng ăn mòn này, đối với nó không có một chút tác dụng hay không. Thậm chí còn là vật đại bổ, cũng chính vì như vậy, nó mới muốn ăn khô lâu kia. Mắt Trương Huyền sáng lên, trong lòng phỏng đoán. Ở hãm không thành, tiểu hoàng kê là một mực hét lớn đói bụng, muốn ăn khô lâu. Chỉ bất quá lúc ấy thực lực đối phương quá mạnh, không dám để cho nó làm càn. Hiện tại xem ra, làm không cẩn thận, tên này thật có phương pháp khắc chế đối phương, khắc chế khí tức suy yếu. Xem ra kẻ trước mắt này, chỉ sợ không phải gà phổ thông, vô cùng có khả năng thật sự là một siêu cấp thần thú lợi hại. Chỉ tiếc mất trí nhớ nếu không có thể để cho nó cấp tốc tiến bộ, như vậy mình tới thần giới, cũng coi như có một chỗ dựa. Chỉ là, chỗ dựa của người khác đều là thần minh mạnh mẽ, chỗ dựa của mình là gà. Nói ra cũng không dễ nghe. Đúng rồi, chủ nhân, ta thật giống phát hiện phương pháp ta tấn cấp. Trong lòng đang cảm xúc, tiểu hoàng kê đột nhiên uốn éo cái mông đi tới, một mặt thần thần bí bí truyền âm nói. Phương pháp tấn cấp, ánh mắt trương huyền sáng lên. Nói nghe một chút lần trước thực lực đến tiên quân là bởi vì bị cửu đầu hỏa phượng thiêu đốt, lúc ấy bị đốt chết tươi, biến thành cho tàn, lần này dường như cũng thế, có thể phải dùng hỏa diễm đốt, thực lực của ta mới có thể bạo tăng hay không? Tiểu Hoàng Kê nói, cái này, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, thật có khả năng, không bằng chúng ta thử xem. Hết chương 3747, chương 3748, thần kiếp, Tiểu Hoàng Kê thăng cấp hai lần, là có quy luật lần theo đều bị ngọn lửa đốt thành cho bụi mới đột phá trước đó tuy thử qua nhưng đốt một hồi lại đốt không cháy có phải tiến bộ của nó liên quan đến đốt hay không tới đi tiểu hoàng kê gật đầu lộ ra vẻ kiên quyết thực lực tăng lên nó có thể khôi phục trí nhớ đối với nó mà nói cũng có giúp ích rất lớn suy tư một chút trương huyền nói thực lực của ngươi đã đến thần linh cảnh hỏa diễm phổ thông ở thượng thương đã không có hiệu quả gì. hiện tại ta dẫn tới thiên kiếp, người thử xem hiệu quả làm sao. hỏa diễm ở thượng thương lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng kém thượng thương dáng lâm hạo kiếp. trước đó còn nghĩ một mực che giấu thiên đạo của thượng thương, hiện tại xem ra còn không bằng chống lại hạo kiếp. nhân cơ hội củng cố tu vi, thuận tiện nhìn tiểu hoàng kê có thể mượn cơ hội lần nữa đột phá thần linh giàng buộc hay không. thần lực trong cơ thể vận chuyển lực lượng ngụy trang biến mất. âm um, không trung lập tức âm trầm, vô số lôi đình mang theo ngọn lửa đen kịt, lăn lộn thiêu đốt ở trên đỉnh đầu. Thần kiếp, loại hạo kiếp này đáng sợ tới cực điểm, giống như toàn bộ thượng thương tiến hành bài xích hắn, như muốn nghiền thành bột phấn. Sắc mặt đám người triệu nhã khẽ biến, mây đen vừa xuất hiện liền lùi ra ngoài mấy ngàn dặm. Mặc dù đã đến ngụy thần đỉnh phong, nhưng đối mặt loại lực lượng cấp bậc này, hơi không chú ý, đồng dạng sẽ thịt nát xương tan. Di si khí đại lục, chỉ cần mang chữ thần, sẽ làm người ta kính sợ, huống chi trở thành thần linh chân chính. Mây đen càng tích tụ càng dày, lơ lửng ở trên không một người một gà, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ngay thời điểm Trương Huyền chuẩn bị nghênh đón Hạo Kiếp, nhìn trong đó có hỏa diễm hữu dụng với đối phương hay không, mây đen lắc lư một cái, đột nhiên một đạo lôi đỉnh đen nhánh, ẩn chứa thiên hỏa bổ xuống, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của Tiểu Hoàng Kê. Xì xì xì. Chỉ thoáng cái Lông tơ toàn thân màu vàng nhạt biến thành màu đen, mùi thịt nướng lan ra. Lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Hắn dẫn tới lôi kiếp, vì sao không bổ hắn, ngược lại chạy tới bổ tiểu hoàng kê. "Ra ra ngươi." Tiểu hoàng kê cũng hỏng mất, đầu gà nâng lên, tràn đầy tức giận, tiếng gầm gừ còn không có kết thúc. Tạch tạch, tạch tạch, liên tục mấy đạo lôi đình lan ra, toàn bộ rơi vào trên đầu nó, mùi thịt bay tới, miệng gà cũng biến thành đen. Tiếp tục như vậy, Tên này không có bị phân thân khổng sư chém giết mà bị xét đánh chết ga. Nhìn thấy đối phương bị đánh vài cái, thịt càng ngày càng thơm, cho người ta một loại xúc động muốn cắn một miếng. Trương Huyền kìm nén không được, đi tới trên tiểu hoàng kê, tay chân mở ra, biến thành chữ đại, thẳng tắp nghênh đón sấm sét. Nếu là ta đột phá thần linh dẫn tới lôi đình, vậy thì bổ ta đi. Thần lực trong cơ thể vận chuyển, toàn thân cứng rắn như sắt, hai mắt Trương Huyền nghiêm nghị, làm xong chuẩn bị chống cự lôi đình tạch 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 lôi đình hạ xuống kiếm khí trong cơ thể trương huyền dâng trào tùy thời làm xong chuẩn bị chống cự, có điều tiếng vang đi qua mấy giây vẫn không phát hiện rơi vào trên người mình cúi đầu nhìn chỉ thấy lôi đình rẽ qua cực kỳ thiên vị lần nữa bổ vào tiểu hoàng kê khói xanh bốc lên A ah 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 miệng phun ra khói đen tiểu hoàng kê sắp khóc người đây là tới giúp ta ngăn cản lôi kiếp hay giúp ta dẫn tới lôi kiếp thời điểm một mình ta ở đây còn giống như không có nhiều sấm xét như vậy uy lực cũng không có lớn như vậy không đúng yên tâm đây là lôi đình của ta khẳng định có biện pháp trương huyền ngây người hắn đột phá thần linh dẫn tới thần kiếp vì sao không công kích bản thân mà đi vòng qua bổ hoàng kê lông mày trương huyền dương lên kiếm khí khuấy động bỗng nhiên đâm tới đối phương đã không công kích bản thân vậy thì chủ động xuất kích không tin bổ không chúng vù vù chỗ kiếm khi đến, lôi đình lập tức tán loạn, phảng phất như tránh né, lại như xà phòng rơi vào tràn dầu, tuy mây đen mạnh mẽ, lại sợ hãi mình, né tránh qua một bên. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, lại mấy đạo lôi đình bổ xuống, tiểu hoàng kê không ngừng run rẩy, lông gà tung bay. Mắt gà rơi lệ, cực kỳ đau lòng. Ngươi là quyết định nhầm vào ta hay thế nào? Ta có thủ oán với ngươi sao? Ta không tin. Thấy mình chủ động công kích, Lôi đình còn không bổ hắn tiếp tục đi vòng qua bổ tiểu hoàng kê trương huyền gào thét lần nữa xông lên bầu trời cùng sấm xét xem thường hắn quyết một trận tử chiến còn không có bay bao xa lại bị tiểu hoàng kê kéo ống quần lại được rồi ta tin ngươi lại khiêu khích ta sợ ngươi không có việc gì ta đã bị đánh chết vẻ mặt hoàng kê u oán không gì sánh được tâm tắc đại ca ngươi xin thương xót tha cho ta đi ta còn trẻ không muốn chết. Người khiêu khích người ta, người ta bổ ta, người ngược lại sảng khoái, không nhìn thấy ta sắp lên dĩa được rồi sao? Loại hương vị này, chính ta cũng hận không thể mổ mấy miếng. Nhìn ra hỏa trước mắt giống như gà quay, Trương Huyền tràn đầy xấu hổ, đành phải lui xuống. Chính người tới đi, thân thể Trương Huyền vụt qua, lui ra ngoài. Âm 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 âm, lôi đình bổ xuống, tiểu hoàng kê liên tục run rẩy lông cháy càng nhiều, lần nữa quay đầu. Nếu không, ngươi lại giúp ta ngăn cản một chút. Trương Huyền, liên tục đánh sáu đạo sấm sét tiểu hoàng kê mới vượt qua. Trải qua thiên kiếp xong, nó cũng có chút huệ hoài. Ta đi nghỉ trước, nói xong cũng không chờ Trương Huyền nói chuyện, thân thể vụt qua, lần nữa chui vào đan điền của hắn, cánh giống như quả đen che đầu, ngủ say rồi. Thấy nó không có việc gì, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mây đen tán loạn trên bầu trời. Đột nhiên lông mày dương lên, khí phách đầy ngực, ngón tay duỗi ra, dùng hết lực lượng cả đời. Người tới A hát, vù vù, mây đen vốn chậm chạp tiêu tán, giờ phút này giống như gặp quỷ, trong nháy mắt bỏ trốn, sau một khắc, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Trương Huyền nắm tóc, không phải nói đột phá thần linh sẽ có thần kiếp sao? Làm sao bản thân đưa tới lôi kiếp, bổ tiểu hoàng kê gần chết liền xong việc. Đoán chừng liên quan đến công pháp thiên nhược hữu tình. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Huyền nghĩ mãi mà không rõ, đành phải bất đắc dĩ trở lại trước mặt đám người triệu nhã. Đây là bảy chữ thần, các người phân phối ra, đặt ở trong tông môn, về sau ngụy thần hẳn không khó khăn như vậy. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra bảy quyển sách ghi chép trình tự cùng phương pháp tu luyện chính xác của bảy loại thần chi ý cảnh, chỉ cần dựa theo hình dáng phía trên, điêu khắc ra tượng, hơn nữa bảy vị trí chính xác liền có thể tự động hấp thu ngụy thần chi khí ở thần điện cường giả tiên quân muốn đột phá cũng không có khó khăn như vậy đa tà tông chủ đám người hàn kiếm thu nhìn quyển sách trên tay từng cái kích động không ngừng run rẩy giành lấy chữ thần là những tông môn bọn họ tiêu phí mấy ngàn năm cũng không làm được vị trước mắt này lại một hơi đoạt đi bảy chữ trương huyền lắc đầu nói không nên gọi tông chủ vị trí này các ngươi an bài người khác làm đi ta khả năng không ở thượng thương bao lâu nữa. Tu Vi đột phá thần linh, hắn đã cảm nhận được, thế giới này sắp áp chế không nổi, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể phá vỡ không gian đi vào vị diện cao hơn. Thượng thương tông chủ, đối với hắn mà nói, đã không còn lực hấp dẫn, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại. Vâng, mọi người đều lộ ra vẻ không muốn. Lúc trước xác lập vị trước mắt này làm tông chủ, có không ít tranh luận, rất nhiều trưởng lão phản đối, nhưng hiện tại xem ra, làm thực sự quá đúng nếu như không lập hắn vô cùng có khả năng đi tới con đường của huyền kính môn phiêu miếu tiên tông cuối cùng triệt để hủy diệt bị bánh xe lịch sử nghiền ép huống chi đối phương không chỉ giảng bài để vô số môn nhân tu vi đại tăng càng ban cho chữ thần hoàn chỉnh về sau số lượng cao thủ trong tông môn chỉ biết càng ngày càng nhiều bốn đại tông môn càng ngày càng cường thịnh đỗ cung chủ theo ta đi hãm không thành một chuyến an bài xong bốn đại tông môn Trương Huyền không nói thêm lời, mang theo Đỗ Thanh Diên, lần nữa bay về phía hãm không thành. Thành tựu thần linh, khí tức suy yếu phổ thông đối với hắn đã không có uy hiếp quá lớn, chỉ dùng hơn 10 hô hấp, liền trở lại vị trí tế đàn. Tế đàn đâu? Hai người sửng sốt, tìm kiếm khắp nơi, lại phát hiện tế đàn trước đó đã biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Thần thức lan ra, nhìn không biết bao xa, cuối cùng ngừng lại. Tế đàn biến mất, xem ra hẳn là khô lâu kia không muốn bị người phát hiện trương huyền lắc đầu tu vi đến loại cảnh giới như hắn chắc chắn sẽ không nhớ lầm vị trí lúc này bất kể như thế nào cũng không tìm thấy chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân đối phương không muốn hắn tìm được chỉ là thứ này cất ở đây mấy ngàn năm phân thân khổng sư dường như cũng đã tới vì sao đột nhiên lại biến mất chẳng lẽ bởi vì cho mình một đạo thần linh chi khí tìm không thấy tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng, huống chi tiểu hoàng kê còn ngủ say chưa tỉnh. Lần nữa trở lại trục tinh cung, Trương Huyền nhìn Đỗ Thanh Diên. Nói sự tình lạc nhược hy một chút đi. Từ khi cứu đối phương ra vẫn bận bịu còn không có tỉ mỉ hỏi thăm tin tức nàng biết. Vài ngàn năm trước, sau khi trời giáng hãm không thành, chúng ta liền mất đi liên hệ với linh thần, có điều chúng ta một mực tế tự thượng thương, chưa hề ngừng nghỉ, cho nên ở những tông môn khác xem ra, chúng ta thủy chung có thể liên hệ thần linh, lúc này mới có chỗ kiêng kỵ, không dám tìm phiền phức. Đỗ Thanh Diên cười khổ. Trước đó tông chủ của sáu đại tông môn thảo luận làm sao nghênh đón sự tình thông thiên kiều, tần nguyên môn chủ mở miệng nói nàng có thể câu thông thần linh, muốn nàng nói một chút, nàng lập tức tức giận. Không phải là không muốn nói, mà là thực sự không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Mấy ngàn năm qua, những tông môn khác đều biết trục tinh cung có thể câu thông thần linh, thật ra thì liên hệ giữa linh thần và bọn hắn đã sớm chặt đứt. Sở dĩ hàng năm không ngừng tế tự, thậm chí còn truyền thần linh ý niệm, chỉ là vì tông môn không bị hủy diệt, làm bộ mà thôi. Có điều, loại chuyện này duy trì liên tục đến đại khái hơn 4 tháng trước. Khi chúng ta tế tự, linh thần lại hồi đáp, hơn nữa nói cho ta biết. Nàng muốn thông qua tế tự đi vào nơi này, để ta chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Thanh Diên lâm vào hồi ức, tiếp tục nói. Hơn nữa nói cho ta biết phương pháp tế tự, cùng với nội dung, nàng đã có dặn dò, ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Hết chương 3748. Chương 3749. Đi vào thần giới. Đỗ Thanh Diên nói tiếp. Sự tình phía sau thì ngươi cũng đã biết, thực lực của linh thần mạnh mẽ như vậy, vẫn không cách nào chống lại uy áp khi xuyên qua giới vực, bị trọng thương, máu tươi chảy xuống, thành tựu huyền bối quy, đại sa nhị sa cũng để cho một thần và giang giao đột phá ngụy thần. Trương Huyền gật đầu. Việc này, hắn đã căn cứ các dấu vết phán đoán ra. Đỗ Thanh Diên tiếp tục nói. Đi tới nơi này, không bao lâu, nàng liền được một thần triệu hoán, đi vào danh sư đại lục, sự tình phía sau ta cũng không biết. Còn quay về thần giới, thì trực tiếp phá vỡ không gian của di khí đại lục, không có ở lại quá lâu, chỉ dặn ta chăm sóc ngươi, mặt khác thì không nói nhiều. Cái kia, nàng có nói qua ở nơi nào trên thần giới không đây mới là trương huyền quan tâm nhất địa phương đỗ thanh diên lắc đầu chưa nói qua có điều nếu là linh thần hẳn là ở linh thần cung cũng là nơi lúc đầu ta nói với ngươi đương nhiên đây chỉ là suy đoán nàng chỉ nói qua có duyên gặp lại nếu như nàng có thể còn sống luôn có cơ hội gặp mặt chết rồi tất cả đều ngừng sống ra đầu trương huyền kém chút nổ tung nàng có nói qua gặp phải chuyện gì hay không? Lạc nhược hy có thể trực tiếp phá vỡ thế giới của danh sư đại lục đi vào thần giới, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối vượt xa quá mình bây giờ, loại tu vi này, vậy mà nói ra những lời này, chẳng lẽ gặp cái gì không cách nào giải quyết việc lớn? Cụ thể chi tiết, nàng không có nói, ta cũng không biết. Theo suy đoán, hẳn là cùng người giao đấu, vô cùng có khả năng dính dáng tới sinh tử. Đỗ Thanh Diên lắc đầu. Việc linh thần muốn làm, nàng nghe theo mệnh lệnh là được cụ thể làm cái gì không tiện hỏi lại hỏi thăm một ít thấy sự tình liên quan tới lạc nhược hy đối phương biết cũng không nhiều trương huyền đành phải bất đắc dĩ lắc đầu trương sư người có tính toán gì không đỗ thanh diên nhìn qua xem ra chỉ có thể đi thần giới vừa nghĩ tới lạc nhược hy có thể sẽ gặp nguy hiểm trong lòng liền nóng như lửa đốt nếu như trước đó không thấy mộ huyệt của bất tử đế tôn khả năng còn có thể cảm thấy thần linh vĩnh sinh bất tử có điều hiện tại xem ra cũng không phải như vậy cho dù cường đại như thần sợ là cũng không cách nào triệt để khống chế vận mệnh của mình sớm biết hắn sẽ làm ra loại này quyết định đỗ thanh diên gật đầu không có ngăn trở hỏi thăm xong sự tình muốn biết trương huyền không nói nhiều nữa tìm đám người triệu nhã đến nói ra quyết định của mình lão sư chúng ta muốn đi cùng ngươi triệu nhã tiến về phía trước một bước trong mắt tràn đầy kiên định. Ta cũng muốn đi thần giới. Trong mắt Ngụy Như Yên không trần chờ chút nào. Chúng ta đều muốn đi, xin lão sư không nên lưu chúng ta lại. Đám người trịnh dương đồng thời gật đầu. Thần giới, không biết tình huống, nguy cơ trùng trùng, thậm chí vô cùng có khả năng chưa đến được đã chết ở trong không gian phong bạo, các người khẳng định muốn đi. Trương huyền cao mày. Lúc trước từ danh sư đại lục đi vào thượng thương, liền bị không gian phong bạo xâm hại, mang theo mọi người, kết quả làm sao, ai cũng không biết. Thần giới là giới vực cao hơn, khẳng định càng thêm nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện vấn đề, bản thân cũng bất lực. Chúng ta không sợ." Triệu Nhã mang theo kiên quyết. "Nếu như lão sư không mang theo chúng ta, chúng ta đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp đi vào thần giới, chắc chắn sẽ không ở đây chờ lâu." Nàng nói, cũng là quyết định của đệ tử khác, mọi người đồng loạt nhìn tới, mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại biểu đạt tất cả xưa ở đâu, đệ tử ở đó, không rời không bỏ. Trương Huyền lặng im, thần giới như thế nào, bản thân với tư cách thần linh, là không dám bảo đảm, dẫn bọn hắn đi quả thực quá nguy hiểm, nhưng không mang theo, nhìn thái độ của đối phương, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Giống như mạo hiểm đi vào thượng thương vậy. Nếu không phải khổng sư lưu lại hậu chiêu, bọn họ được truyền tống đến huyền Giang Thành, giờ phút này chỉ sợ đã rơi vào trong tay phân thân khổng sư, sinh tử không do mình trưởng khống vốn nghĩ đi vào thần giới rất nguy hiểm nhưng nếu như ở lại chỗ này thực lực của các nàng không đủ cưỡng ép đi vào nguy hiểm sẽ càng lớn được rồi chúng ta cùng một chỗ trương huyền gật đầu coi như thần giới mạnh mẽ lại như thế nào vậy để thầy trò chúng ta cùng đi sông cùng một chỗ nhấc lên sóng to gió lớn đa tạ lão sư mọi người quỳ dạp xuống đất từng cái tràn đầy kích động vừa thảo luận kết thúc bên ngoài vang lên một giọng nói Tông chủ, có hai người tự xưng là cha mẹ của ngươi, ở ngoài cửa đợi chờ. Cha mẹ, Trương Huyền sướng sờ, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, ngay sau đó nhìn thấy hưng mộng kiếm thánh đứng ở trong sân. Sao hai vị lại tới đây? Lần trước trở lại danh sư đại lục, bởi vì muốn cùng khổng sư quyết chiến, đối phương cao thâm khó giỏ, sợ gặp nguy hiểm, liền không mang hai người, không nghĩ tới bọn họ giống như tôn cường, tự mình thông qua không gian thông đạo đến nơi này. Huyền Nhi, Người đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó, chia lìa hơn 20 năm, chúng ta không muốn tách ra nữa. Mộng kiếm thánh nói, nhìn thấy ánh mắt đối phương trông đợi, Trương Huyền nuốt lời muốn nói vào trong bụng. Tình thương cha mẹ, đại công vô tư, nếu như mình thật đi thần giới, không mang theo bọn họ, dựa theo tốc độ thời gian 1, 100 của thần giới, khả năng ở nơi đó 10 năm, bên này đã vượt qua ngàn năm, hai người sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới tìm bản thân 20 năm, không có ở chung mấy ngày, lại muốn xa cách, mình cũng tính là con trai rất bất hiếu a. À. Mang hai vị đi theo a. À. Trương Huyền than thở một tiếng, gật đầu. Có điều, cha mẹ phải trước tăng thực lực lên. Đã quyết định dẫn bọn hắn theo, cũng không có gì phải xoắn suýt. Lăng không chào một cái, phân thân khổng sư xuất hiện ở phía trước. Người muốn làm gì? Thấy hắn thả mình ra, phân thân khổng sư sừng sốt. Ngươi không phải vẫn muốn giúp thiên đạo thư viện của ta ra sao? Đã như vậy, ta mượn lực lượng trên người ngươi dùng một chút. Trương Huyền chẳng muốn nói nhiều, bỗng nhiên bắt tới. Một lát sau, một đạo lực lượng tinh thuần mạnh mẽ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cong ngón tay búng một cái, chia hai bộ phận, phân biệt rơi vào trong cơ thể hưng mộng kiếm thánh. Thần lực của mình cũng vào tới, bảo vệ hai người không bị thương tổn. Âm âm, thời gian nháy mắt, hai người liền từ cổ thánh tứ trọng cấp tốc bạo tăng. Ba ngày sau, đã giống như đám người triệu nhã, đồng dạng đạt đến ngụy thần đỉnh phong, hơn nữa bởi vì hấp thu phân thân khổng sư, loại lực lượng của thần linh này, càng thêm có tiềm lực hơn đám người triệu nhã, chỉ cần nắm giữ thần linh chi khí, thì có thể thuận lợi đột phá. Đây là kiếm pháp ta lĩnh ngộ, các người từ từ nghiên cứu. Thấy tu vi tăng lên, Trương Huyền lần nữa điểm một cái, bản thân lý giải kiếm đạo, toàn bộ hòa vào trong óc hai người. Hưng mộng kiếm thánh, có thể trở thành nhân vật đỉnh phong nhất của danh sư đại lục, lý giải kiếm đạo là không thể nghi ngờ, lúc này đạt được những thứ này, nhất thời giống như mở ra một thế giới mới, kiếm thuật nhanh chóng tăng thêm. Thiếu gia có thể mang theo ta hay không, ta sẽ cố gắng tu luyện, người nhìn. Hiện tại ta cũng đến chân tiên, tuy không có đột phá tiên quân, nhưng cũng sắp rồi. Biết thiếu gia muốn dẫn đệ tử và cha mẹ rời khỏi, đi vào thần giới, tôn cường dầu dĩ, đuổi tới thượng thương, vốn cho rằng có thể đi theo thiếu gia, tiếp tục trang bức, không nghĩ tới mới đi đến không bao lâu, đối phương lại muốn đi. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Được, lần này Trương Huyền không có quá nhiều trần trừ. Tuy Tôn Cường không quá đáng tin cậy, nhưng hắn chăm sóc đám người triệu nhã, cha mẹ cũng không tệ lắm, chỉ ít có ích hơn tạo thành lập nhiều. Dù sao mang một cái là mang, mang nhiều mấy cái cũng không sao. Trước đó tu luyện thiên đạo công pháp, Tuy có tình cảm, lại sẽ không quá sâu, hiện tại lĩnh Ngộ Thiên nhược hữu tình, người quan tâm, nếu không bảo vệ được, thậm chí không cách nào mang theo bên người, đối với công pháp là một loại xung kích. Làm không cẩn thận, tâm cảnh rách nát, lại không cách nào tiến bộ. Tìm được một thi thể ngụy thần cảnh, rút lực lượng bên trong ra, lại phối hợp nguyên lực đan tuyệt phẩm cùng các loại bảo vật, rất nhanh tu vi của Tôn Cường cũng tăng lên tới ngụy thần đỉnh phong, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm tạm biệt đám người hàn kiếm thu, khôi hiểu, đỗ thanh diên, tần nguyên, trương huyền thu mọi người vào không gian gấp, nhẹ nhàng bước ra, đã đi vào tiếp thiên thạch. Rất nhanh, lần nữa trở lại thần điện. Vòng xoáy vẫn xoay chậm chậm, để cho người ta trùn bước. Thần lực toàn thân vận chuyển, trường kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm pháp tâm tự song ti vóng, trung hữu thiên thiên kết hình thành lưới đánh cá, triệt để bao phủ chữ vật giới trị ở bên trong, không lưu mảy may dấu vết hắn đã đột phá đến thần linh coi như lại nguy hiểm cũng có thể ứng đối sợ là sợ thực lực mọi người không đủ không cần phiền toái như vậy ta nuốt nhẫn vào giấu ở trong đan điền của ngươi coi như xuất hiện nguy hiểm cũng không có việc gì trừ khi ngươi không chịu nổi vừa định đi vào vòng xoáy một thanh âm vang lên ngươi đã tỉnh ánh mắt trương huyền sáng lên nói chuyện chính là tiểu hoàng kê ở lúc độ thần kiếp kém chút bị nướng chín không nghĩ tới tên này đã tỉnh táo lại. Tinh thần nội thị, tuy lần này đối phương bị lửa đốt, nhưng không có quá nhiều tiến bộ, cũng giống như mình, đều là thần linh, chỉ là tiểu cấp bậc tăng lên, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Biết bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu tu vi của nó, Trương Huyền đáp ứng. Tốt, đối phương đưa ra phương pháp này, quả thực an toàn hơn nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, tiểu hoàng kê cũng là thần linh, thậm chí hiện tại thần lực còn hùng hậu hơn mình vù vù. Tiểu hoàng kê há miệng mổ một cái, nhẫn bị nuốt xuống, sau đó lần nữa chui vào đan điền, không nhúc nhích. Đi thôi. Thấy đối phương giấu kỹ, Trương Huyền không hề ngừng lại, bay về phía vòng xoáy. Vẫn đen như mực, thấy không rõ đến cùng bao sâu, thẳng tắp đi về phía trước. Trong thông đạo vòng xoáy, đầu đầu cũng có không gian loạn lưu, cường giả ngụy thần tới, sẽ bị khuấy thành bụi phấn, nhưng Trương Huyền đột phá đến thần linh, càng lĩnh ngộ công pháp vượt qua thiên đạo, tuy chật vật, nhưng vẫn còn có thể chống đỡ. Liên tục đi ba ngày, không biết đi bao xa, giống như thông đạo ở danh sư đại lục trước đó, xuất hiện không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Trương Huyền bước đi vào, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, kiếm võng bảo vệ thân thể, ngay sau đó cảm thấy vô số lực lượng xé rách tập kích tới, sắp xé nát hắn, thần lực trong cơ thể vận chuyển, bỗng nhiên nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hết chương 3749 chương 3750, thần giới, thần giới, tựa như tồn tại tuyên cổ, không biết đã kéo dài bao nhiêu năm, vô số thần linh cổ xưa, từ khi có trí nhớ bắt đầu, vẫn sừng sững ở trên đỉnh chư thiên vạn giới, vĩnh cửu không suy. Ánh tà dương đỏ như máu, gió mạnh như đao. Một bóng người, một mình đi ở trong sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, thong thả tiến lên. Đột nhiên hắn ngừng lại, trốn ở đằng sau một nham thạch, vừa giấu kỹ thân hình, một cái bóng xám nhảy cả tương đi vào cách đó không xa. Là một con thỏ rừng màu xám. Bóng người liếm bờ môi khô quát, tiện tay nhặt lên một cây gậy gỗ, bỗng nhiên nhảy lên, trên cây gậy bắn ra một đạo kiếm mang, diễn biến ra kiếm khí tựa như lưới đánh cá. Ba, nhưng lan ra không đến một mét, đã tiêu tán ở trên không trung. Thấy kiếm khí không đến được đối phương, bóng người quyết định thật nhanh, bàn tay buông lỏng, cây gậy thẳng tắp bắn ra. Vèo thỏ rừng đã có đề phòng, chân sau dẫm một cái, nhảy ra 5-6 mét, gậy gỗ cắm trên mặt đất, không ngừng lay động. Quay đầu liếc mắt nhìn bóng người đánh lén nó, tựa như mang theo chê cười, liên tục nhảy lên vài cái, thỏ rừng biến mất tại nguyên chỗ. Đáng tiếc, bất đắc dĩ lắc đầu, bóng người cười khổ. Chính là Trương Huyền đi vào thần giới. Vạn thế chi sư ở danh sư đại lục, thượng thương tứ tông tông chủ, thiên hạ đệ nhất nhân, sau khi đến nơi này, thậm chí ngay cả con thỏ cũng bắt không được thậm chí bị đối phương miệt thị truyền đi tuyệt đối sẽ để người cười đến rụng răng nhưng sự thật chính là như vậy không có biện pháp a à. xem ra hôm nay lại chỉ có thể ăn rau dại biết cơ hội đi săn như thế này có thể ngộ nhưng không thể cầu lần này không bắt được còn muốn tìm gần như không có khả năng trương huyền bất đắc dĩ lắc đầu hắn đã tới thần giới hơn nửa tháng sau khi xuyên qua không gian loạn lưu là đến nơi này không giống đi vào thượng thương hắn không hôn mê có điều suy nghĩ kỹ một chút còn không bằng hôn mê càng tốt hơn kiếm võng của hắn rất cường đại nhưng lực lượng không gian của thần giới thật quá đáng sợ vừa tiến vào lập tức bị trọng thương kém chút bị xé thành mảnh nhỏ nếu không phải lạc nhược ghi cho dây truyền hộ thân chỉ sợ đã sớm chết đi vào thần giới trải qua chóng mặt ngắn ngủi hắn phát hiện mình xuất hiện ở trên núi hoang nơi này cả ngày cuồng phong tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng có mưa rào có thể đập chết ngụy thần, còn có thần thú hung mãnh ẩn hiện. Trọng yếu nhất chính là, hầu như không có bất kỳ linh khí gì. Điều dưỡng gần nửa tháng, mới áp chế thương thế xuống, còn triệt để khôi phục, còn không biết năm nào tháng nào. Trước đó từ thượng thương mang tới nguyên lực đan cùng với rất nhiều bảo vật, ở đây cơ bản không còn hiệu quả, nước tắm của tiểu hoàng kê, dường như hiệu quả cũng không lớn. Bản thân bị trọng thương, không cách nào đi săn, chỉ có thể ăn cỏ dại, may mắn tuy những thực vật này khó ăn, nhưng chỉ ít còn ẩn chứa linh lực nhất định, đủ mỗi ngày tiêu hao. Đương nhiên, là so sánh với tình huống trước mắt, những cỏ dại thoạt nhìn không đáng giá kia, nếu như có thể đưa đến thượng thương, tuyệt đối là linh đan rượu dược mà vô số cường giả thiết tha ước mơ, nguyên lực đan tuyệt phẩm so sánh với nó chỉ và đồ vứt đi. Hai thế giới tranh lệch quá lớn, không thể so sánh nổi. Cũng chính là nguyên nhân này, Thượng Thương đệ nhất nhân, đến nơi này, không khác người bình thường quá nhiều. Vô cùng có khả năng, một con kiến ở nơi này đi vào Thượng Thương, cũng có thể nhẹ nhõm diệt một môn phái, loại cường giả như Hàn Kiếm Thu cũng chưa chắc có thể chống lại. Cái này, chính là thần giới. Tốc độ thời gian so với Thượng Thương chậm gấp trăm lần, không gian cũng vững chắc hơn gấp trăm lần. Không chỉ không thể phi hành, đi bộ cũng sẽ trở nên rất mệt, hơn nữa còn cảm thấy đói bụng nhớ tới hơn nửa tháng qua trương huyền mỏi mệt nói không ra lời vốn cho rằng đột phá đến thần linh cho dù đến nơi này cũng là một phương hào hùng có thể rong ruổi bát phương nằm mơ cũng không nghĩ đến trong nháy mắt khôi phục cuộc sống của người bình thường đi bộ sẽ mệt không ăn sẽ đói chạy nhanh sẽ thở thức lâu sẽ buồn ngủ trước kia vừa xuyên qua trở thành lão sư vô dụng có vẻ như cũng không có trật vật như thế thẳng đến lúc này mới hiểu được thần linh cảnh ở thế giới này, xem như tu vi kém nhất, nói trắng ra là. Ngay cả con thỏ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Tựa như hôm qua gặp phải gà rừng, chiến đấu hồi lâu, bị cao nát bàn tay không nói, cuối cùng còn để nó chạy trốn. Con thỏ này cũng giống như vậy. May mắn chỉ chạy trốn không có sông lại, nếu không khả năng lại phải nằm rất lâu. Cô cô cô, đang nguyên man suy nghĩ, phát hiện nghĩ quá nhiều, tiêu hao lớn, cái bụng đói hơn tiếp tục tìm kiếm, ngộ nhớ có con thỏ ngu ngốc nào đó, tự mình đụng vào trên cây, sẽ được ăn ngon một bữa. Trương Huyền liếm môi một cái, cố nén mệt mỏi, tiếp tục tiến lên, vòng qua một khe núi, con mắt đột nhiên sáng lên. Lại có trái cây, cách đó không xa, trong khe đá, cắm nghiêng một cây ăn quá, phía trên mọc ra bảy tám quả cây. Chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, hơn nữa không có chín, nhưng đối với người một mực ăn rau dại mà nói, tuyệt đối tính là đồ tốt vội vàng lấy xuống, hít một hơi, mùi thơm mát xông vào mũi, lỗ chân lông toàn thân tựa như mở ra. Toàn bộ hái xuống, lấy ra một cái, Trương Huyền vừa định cắn ăn, cuối cùng lắc đầu. Quên đi, tu vi của bọn họ quá thấp, sẽ không chịu nổi. Nuốt ngụm nước miếng, dùng vạt áo bao lấy trái cây, Trương Huyền xoay người quay trở về. Hắn đã đột phá thần linh cũng đói thành như vậy, thân thể có chút không kiên trì nổi, đám người chịu nhã chỉ là ngụy thần, càng chịu không được. Mấy ngày nay ăn rau dại, tất cả mọi người sắp gầy thành mầm đậu xanh, thật vất vả gặp được trái cây có linh khí đầy đủ, đương nhiên là lưu cho bọn hắn. Khí lưu bạo loạn, linh khí mỏng manh, ta có khả năng đi vào một thần giới giả a. Một bên đi về, một bên lắc đầu. Thời điểm ở thượng thương, tưởng tượng thần giới đâu đâu cũng có thần linh chi khí, tùy ý rút ra, tất cả mọi người có thể đột phá, tiếp đó thầy trò liên hợp cùng một chỗ, tung hoành ngang dọc, vô địch thiên hạ hiện tại xem ra, cả nghĩ quá rồi. Nhìn bộ dáng bây giờ, đoán chừng còn chưa kịp ngang dọc, đã chết đói trước. Đi vào thần giới ngày thứ bảy, thân thể bị thương mới coi như khôi phục một chút, lúc này mới câu thông tiểu hoàng kê, thả mọi người ra. Còn không gian gấp, sau khi đám người ra ngoài, dưới áp lực không gian của thần giới, trực tiếp rách nát, tất cả vật phẩm bên trong đều biến thành cho bụi. Liên tục 7 ngày không ăn cơm, ở thượng thương không tính là gì, nhưng ở thần giới, tất cả mọi người đã đói thoi thóp. Tìm chút rau dại ăn vào mới khôi phục một chút. Còn tiểu hoàng kê cũng không biết là lần trước bị thương không có triệt để khôi phục, hay tới thần giới không thích ứng, tiếp tục ở trong đan điền ngủ say, chí ít hiện nay không có dấu hiệu tỉnh dậy. Còn nghĩ để con gà này ra ngoài làm mồi, kéo chút thần thú tới nghĩ biện pháp săn giết, tìm một ít thức ăn, hiện tại xem ra đã không trông cậy vào được. Thời gian không dài, Trở lại Sơn Động tạm thời cư trú. Lão sư, đám người Triệu Nhã đi tới trước mặt. Chúng ta không bị tổn thương, có thể ra ngoài đi săn hoặc tìm kiếm thức ăn. Bọn họ một mực trốn ở trong chữ vật giới chỉ, thời điểm gặp được phong bạo thì ở trong bụng của tiểu hoàng kê nên không bị thương. Tuy không gian ở thần giới áp chế quá lớn, để bọn hắn cảm giác nhỏ yếu giống như hài đồng, nhưng tìm kiếm rau dại hoặc nghĩ biện pháp đánh lén thần thú nhỏ yếu, có lẽ còn có thể làm được. Không được, bên ngoài tùy ý một giã thú chính là thần linh, các người hơi không cẩn thận sẽ bị giết. Vẫn là trước ở chỗ này, nghĩ biện pháp đột phá giống như ta lại nói. Trương Huyền lắc đầu. Thế nhưng, triệu nhã sốt ruột. Các nàng là học sinh, để lão sư ngày ngày bất chấp nguy hiểm đi tìm đồ ăn, tình không thông, lễ không hợp a. À. Như thế nào, ngay cả lão sư nói cũng không nghe. Trương Huyền cau mày. Học sinh không dám, Triệu Nhã vội vàng cúi đầu. Được rồi, xem ta mang cho các người món ăn ngon gì đây. Trương Huyền mỉm cười, để trái cây xuống, nhất thời toàn bộ sơn động tỏa ra mùi trái cây thơm ngát. Đây là trái cây. Con mắt mọi người sáng lên, viên đào cùng tôn cường nước bọt chảy dòng. Liên tục hơn 10 ngày, một mực ăn rau dại, sớm đã có chút nát dạ dày, giờ phút này nhìn thấy thứ kia, sao có thể chịu được. Ăn đi. Trương Huyền cười cười. Có điều số lượng có chút ít, mọi người chia ra, một lát nữa ta lại đi ra tìm xem, nhìn có thể tìm càng nhiều hơn một chút hay không. Tôn Cường, người tới chia đi. Vâng, Tôn Cường đi tới. Trừ Trương Huyền, ở đây hết thảy 14 người, 11 vị thân truyền cùng Hương Mộng Kiếm Thánh và Tôn Cường. Tám trái, thiếu ra, người ăn một cái, còn lại chúng ta một người một nửa. Tôn Cường nói, vừa rồi ta ở bên ngoài nếm qua, các người ăn đi. Trương Huyền khoát tay áo. Cái kia để lại cho tiểu hoàng kê, tuy nó vẫn còn ngủ say, nhưng khi tỉnh lại, khẳng định sẽ đói bụng. Không lưu cho nó, đoán chừng lại nhảy tương tương lên. Không nói thêm lời, tôn cường chia mỗi người nửa cái. Mặc dù xanh chát, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí nhiều hơn cỏ dại, đám người viên đào, tôn cường ăn, lập tức cảm thấy một ngày mỏi mệt quét sạch sành xanh, lại không có suy yếu như trước đó. Lão sư, nửa cái này của ta ngươi ăn đi thấy Trương Huyền đứng ở cửa động, Vương Dĩnh đi vào trước mặt. Người ăn đi, mau chóng tăng thực lực lên mới là Vương Đạo. Trương Huyền khoát tay áo, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên lông mày nhíu một cái. Yên tĩnh đợi ở chỗ này, ta chưa về, dù phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không được đi ra. Nói xong, thân thể thẳng tắp vọt ra ngoài, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong sơn cốc. Thấy hắn rời khỏi, Vương Dĩnh chỉnh lý dây leo ở ngoài động, để người ngoài không nhìn thấy bọn họ lúc này mới xoay người nhìn về phía mọi người con mắt có chút ướt át thế nào thấy biểu lộ của nàng không đúng triệu nhã đi tới không có gì lão sư bảo chúng ta cẩn thận một chút tuyệt đối đừng đi ra ngoài hắn hẳn là lại đi tìm thức ăn cúi đầu nhìn nửa quả cây ở trong lòng bàn tay vương dĩnh sợ người khác nhìn ra nước mắt không cầm được nhỏ xuống người khác không nhìn ra nàng tâm tư tỉ mỉ nên nhìn rõ ràng những trái cây này, lão sư tuyệt đối chưa ăn. Tình huống thần giới đặc biệt, ở bên ngoài đi săn một ngày, vốn mỏi mệt kinh khủng, còn để đồ ăn ngon lại cho bọn họ, bản thân cố nén đói khát, vừa nghĩ đến điểm này, làm học sinh, trong lòng liền có cảm thụ nói không ra lời. Có lão sư như vậy, sao mà vinh hạnh. Phảng phất như trong nháy mắt, thần giới rất khổ, cũng không có khổ như vậy, ngược lại có chút ngọt. Hết chương 3750 audio điện tử võ tấn bền hết tập 166